OK, xin chào mọi người. Đây là cái buổi học thứ ba của chúng ta. Trong hai buổi học trước thì chúng ta đã học được một số kiến thức chuẩn về Boltzmann, MA cũng như Stokes rồi. Nhưng mà để đi sâu hơn, chúng ta sẽ bắt đầu học những cái bước tiếp theo. Lúc trước thì từ cái việc là chúng ta sẽ nhìn nhận được, chúng ta học được từ Boltzmann rất là nhiều thứ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ôn bài một tí nha. Chúng ta ôn bài một tí nha. Đầu tiên là về những cái bước cơ bản, nếu anh chị nào mà chưa biết bước cơ bản là cách tạo tài khoản như thế nào hay là cách nâng cấp tài khoản ấy, chẳng qua là vì anh chị chưa chịu khó mở cái file ra hay chịu khó là mở cái file của trong khóa của mình thì đều có hướng dẫn cả, thì anh chị vui lòng là mở trong cái khóa học của chúng ta này. Em sẽ mở ra cho mọi người thấy trong cái driver của khoa học của chúng ta thì đã có hướng dẫn tất cả mọi thứ từ cái việc tạo tài khoản cho đến đây này, chỗ này nhá. Không phải chỗ này, đây này, đây ạ. Đây là những bộ video hướng dẫn từ cái cơ bản nhất. Nếu anh chị nào mà đang gặp vấn đề chuyển nâng cấp tài khoản như thế nào thì vui lòng xem cái thứ nhất, đúng không ạ? Ai mà chưa biết cái cài công cụ ra sao thì vui lòng xem lại cái bộ video này, nó khá đơn giản và nó căn bản. Còn khi mà anh chị học xong bộ video này thì gần như đã nắm được kiến thức cơ bản rồi, thì anh chị có thể bước sang phần thứ hai là học Pro chúng ta. Bây giờ em sẽ ôn bài cái chỗ chúng ta đã học ở hai buổi trước. Hai buổi trước thì chúng ta đã được học như thế nào là Boltzmann rồi. Chúng ta là Boltzmann kép và cách bắt đáy và đỉnh dựa trên cái Boltzmann kép. Đồng thời là chúng ta biết được cái sợi MA cũng có thể dùng để bắt đáy và đỉnh. Thường thì khi mà sóng giật mạnh và sóng giật yếu thì nó cũng đều hồi về các cái sợi trục giữa và MA 13 này, để không đến ngày hay là khung nến H4 hoặc là khung M15 thì có những cách đánh rất là hay mà hôm nay em sẽ chia sẻ từ cái việc là chúng ta sẽ sử dụng những cái Boltzmann MA. Bên cạnh đấy chúng ta học thêm một số công cụ khác để bổ trợ để nhìn được chuẩn hơn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học thêm nhiều cái khác hay nữa, đúng không ạ? Ôn bài chúng ta sẽ ôn như sau. Đầu tiên nhắc về Boltzmann, các anh chị hãy nhớ này, khi mà thị trường nó đi theo vùng sideways, cái vùng như thế này này, vùng sideways nó thắt nhỏ lại như thế này này, nó không biến thiên gì cái giá nhiều thì cái gọi là vùng sideways, gọi là vùng vô hướng. Thì những lúc thế này tuyệt đối không nên đánh, chúng ta chỉ nên ngồi yên và chờ đợi. Vùng sideways là cái vùng không nên chơi. Nếu như anh chị liều mạng mà ăn 1-2% ở đây này, hay có thể ăn 1-2%, nhưng là khá là nguy hiểm. Khi nó đột ngột đảo chiều thì anh chị sẽ mất một khoản tiền rất là lớn và chúng ta cắt lỗ không kịp, vì thị trường nó sideways đang tích lũy, như là cả mập đang gom hàng hoặc là người nhà đầu tư đang gom hàng. Khi đấy mà nó bùng phát thì là chúng ta rất là nguy hiểm. Chẳng hạn thời điểm đây chúng ta đang short xuống đây lái, nên là short đợt 2 chưa kịp chốt thì nó bật lên thì rất là nguy hiểm, thì sẽ cháy rất là nhanh. Cái trường hợp như vậy rất là nhiều, cho nên là tuyệt đối vùng sideways thì hãy cẩn thận, không nên đánh vùng sideways đó. Còn những cái thời điểm như bây giờ, chẳng hạn như chúng ta đều nhìn thấy rằng là trong vòng 2 ngày hôm nay thì gần như tất cả các con đều sideways cả, sideways nghĩa là đang vùng vô hướng cả, anh chị để ý không ạ? Đây này, nó biến thiên giá rất là nhỏ, biến thiên chỉ tầm khoảng tầm 1-2%. Cái điều này là cực kỳ nguy hiểm. Nếu anh chị mà canh cừ lắm, giỏi lắm thì sẽ bắt được những cái khung rất là đẹp, thì có thể ăn được thêm 3-4%, nhưng mà cũng rất là khó để khó nhằn. Chẳng hạn khung 1 giờ thì có thể để ăn từ đây tới đây này, thì anh chị mất nửa ngày hoặc là hơn một ngày, thì nó cũng khá là khó ăn. Cho nên để đánh rất sóng thì không đánh được, mà đánh trung hạn thì khá là nguy hiểm. Cho nên đánh trong thị trường hiện tại và vùng sideways thì tạm thời là anh chị không nên vào lệnh. Hãy kiên nhẫn chờ đợi. Cái việc thứ hai là chúng ta sẽ ôn bài phần thứ hai là từ cái sợi Boltzmann. Chúng ta sẽ biết đây là trên này là Boltzmann dương 2, tiếp theo là Boltzmann dương 1, đúng không ạ? Tiếp tục là 0, rồi là -1, cuối cùng là -2. Đây là những cái đường căn bản chúng ta sẽ có tên của nó, gọi nó đàng hoàng rồi, và chúng ta sẽ biết được nó đang vùng ở vùng nào. Nhớ rằng giá liên tục sẽ biến thiên từ cái việc là ở -2 lên dương 2 và đang dao động đi dao động lại như vậy, nó giống như kiểu hình sin vậy đó. Đó là cái được mọi người cần để ý. Cái điều thứ ba mà mọi người cần để ý từ cái Boltzmann là khi Boltzmann mở về hai phía, có nghĩa là giá sẽ sắp tăng hoặc sắp giảm. Nếu nó khung H1 mà thấy nó mở Ben thì có nghĩa nó sẽ sắp tăng hoặc sắp giảm đó. Chúng ta sẽ bắt ngay cái lúc nó mở Ben, nó chạm vào Boltzmann dương 1, nó có thể chốt lái khi nó nằm ở trên, ở ngoài Boltzmann hoặc là nằm ở trên Boltzmann dương 2. Đây là những cách chúng ta có thể ăn ngắn hoặc lướt sóng, nhớ là chỉ lướt sóng thôi nhé. Tuyệt đối là không nên ôm dài khi mà lướt trên khung thời gian ngắn. Khi ôm dài lướt khung thời gian ngắn thì chúng ta dễ chết đó. Việc thứ ba từ Boltzmann, chúng ta có một cái quy luật nữa là chính là khi mà các giá nến, khi các nến mà đi ra khỏi Boltzmann quá xa thì nó sẽ phải hồi trở lại. Vì việc hồi này thì nếu như hồi mạnh ấy, thì nó sẽ hồi về trục giữa, còn nếu hồi yếu thì nó sẽ hồi về tối thiểu là sẽ về ở -2 hoặc là thấp nhất
tiếp theo thì nó sẽ là Bollinger âm 1, hoặc là cái tiếp theo nó sẽ là Bollinger MA13. Đây là những cái đường mà khi biết là nó sẽ hồi, thế nên chúng ta sẽ canh chắn đà sóng hồi mạnh. Chúng ta có thể zoom về từ H1 về 30 và 15. Chúng ta sẽ tìm được cái điểm hồi đẹp nhất. Chẳng những điểm này chúng ta lúc nó bắt ở đây chẳng hạn thôi. Bắt ở đoạn này. Thì khi nó hồi lên đây, nếu như khung H1 như thế này chúng ta chờ rất là lâu, như zoom về M30. Đúng không? M30 sau zoom về M15 để xem cái biến thị trường thế nào, nó có thật sự đi lên tiếp không hay là nó sẽ đảo chiều. Đấy, những cái điểm như vậy rất là quan trọng. Những điểm như vậy rất là quan trọng, anh chị có thể zoom về các khung nhỏ hơn để bắt. Như thị trường hiện tại thì đó là vùng sideways cho nên là sẽ không đánh được. Anh chị để ý đây, cái chỗ là chính chỗ lúc này em hãy mở này, chỗ em mở lỗ H1 đây này, đây chỗ này đúng không ạ? Tôi nhìn thấy rõ ràng là ở M30 thì khả năng nó bật rất là nhanh đúng không ạ? Nó hồi rất là nhanh lên đây này, thì có thể chốt lái ngay trong vòng tầm 30 phút đúng không ạ? Từ đây 30 phút đó thì chúng ta phải bắt lại lần thứ hai này, có thể lên chốt đây ở đây nhưng mà rất là khó. Thường chúng ta sẽ chốt lái ở trục giữa, hoặc là chốt tham hơn một tí thì chốt lái ở trên MA34, chứ tuyệt đối rất là khó khi mà bắt ở trên này. Đây là những sóng hồi rất là mạnh đó, mà nếu bắt là chốt lái ở sóng hồi đây thì gần như chúng ta phải đánh khung H1 rồi chứ không phải khung M30 nữa. Đó là những cái điều mà về liên quan đến Bollinger Band thì nói cái thứ rất là hay khi chúng ta sử dụng Bollinger Band kép. Hiện tại thì mạng nó hơi láng, hơi giật một tí. Tiếp theo là chúng ta nói về cái sợi MA. Các sợi MA thì là chúng ta gồm 3 sợi, là MA13 là màu đỏ, MA21 là màu vàng và MA34 là màu hồng đây này. Thì anh chị hãy nhớ là khi mà các sợi MA xếp đều, nên như đoạn này là đoạn đi giá đi xuống này, gọi là trend giảm này, thì nó xếp đều là MA nằm dưới, MA13 nằm dưới này, trên nó đến màu vàng là MA21 và trên cùng là MA34, nó xếp đều như 13 21 34. Nhưng mà trend tăng thì nó sẽ là ngược lại, nhớ là khi trend tăng thì nó sẽ là ngược lại. Trend tăng thì nó ở đây này, ví dụ đây đoạn trend tăng ngắn em ví dụ thôi nhé, thì 13 sẽ nằm trên đúng không ạ, 21 nằm dưới và 4 nằm dưới cùng. Đây là những cái đoạn mà tăng thì chúng ta có thể zoom về khung H4 để nhìn rõ hơn, nên rõ hơn. Khi mà anh chị mà thao tác trên máy mà gặp một số vấn đề, như hạn như đoạn này nó sẽ phồng lên quá cao, thì anh chị có thể rê chuột để tìm những cái điểm để kéo nó xuống. Sao lót được nhỉ? Chúng ta sẽ ôn bài ở chỗ sợi MA một tí nhá, thì sau đó thì chúng ta sẽ ôn stop và cuối cùng chúng ta học thêm một cái công cụ mới. Sao nhỉ? Anh chị còn có thể nghe em nói không ạ? Tức cái mạng bị sao ấy. Có người còn chưa tắt camera này. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục bài học nha. Đang nói dở thì mạng nó hơi kém một tí. Không hiểu vì sao Trading View nó bị đơ. Ok. Cái công cụ Trading View là công cụ khá là hay khi đánh thị trường nó ổn định. Còn thị trường khi báo thì thường thường nó có gặp một chút trục trặc, mà anh chị cần để ý là có thể là cái khung thời gian của Trading View nó chậm hơn so với VN-Index. Cái vấn đề này là do
Do là sàn Forex nó bị láng, bị giật, cho nên nó không truyền thông băng thông đúng cho cái Trading View, chứ không phải là do Trading View nó bị lỗi đó. Thế nên là nhiều khi mà gặp báo mà Trading View nó chậm hơn so với lại là thị trường thì chúng ta đành phải chịu và chấp nhận. Thì lâu lâu thì sàn Forex nó bị đánh, thì là liên quan đến vấn đề là nó bị tấn công ấy, là số lượng đăng nhập quá lớn vào. Mình loát đơ nhỉ? Tiếp tục nha, chúng ta sẽ tìm một cái con nào đấy nó sẽ có biểu hiện tốt hơn để chúng ta có thể dự đoán được giá tốt hơn. Ví dụ chẳng hạn này, bây giờ quay lại chỗ này, sự MA một tí. Thì này, mọi người để ý rằng đây là một trend tăng này. Một trend tăng thì khi thấy anh chị sẽ thấy là ở vùng H1 ấy, thì là trục dưới nó hướng lên này. Trục dưới hướng lên thì gọi là trend tăng, và nến nằm ở trên trục dưới này, đồng thời là sợi MA xếp đều là 10 sợi MA 13 là màu đỏ nằm trên cùng này, 21 nằm dưới và 34 nằm dưới cùng. Đây là những cái kiểu mà mọi người cần để ý. Đây là một cái trend tăng và những thời điểm như này chúng ta nên long và bắt đầu xuất phát long là lúc mà chúng ta sẽ bắt đầu là giá có thể vào trục dưới này. Nếu như nó đã khớp vào lệnh một cái trend tăng cũ rồi thì chúng ta sẽ bắt ở trục dưới và lên sẽ bán, và có thể nếu như mà xác định target của nó dài ấy, xác định target của nó là H4 chẳng hạn, chúng ta phải đánh tốt hơn. Ví dụ chẳng hạn như đoạn này trend tăng đúng không ạ? Thì anh chị nhìn nhận là khi mà nó tăng tới đây này, anh chị nó tăng tới đây chẳng hạn này, thì là Bollinger nó chỉ mở tới đây thôi, chúng ta chưa nhìn nhận được cái vấn đề nó tăng tới đâu đó. Chúng ta sẽ chưa nhận được cái giá nó sẽ tăng tới đâu để mà chốt ở đây hay ở đây được, mà chúng ta sẽ phải bò bò sát đây. Và cách của chúng ta là sẽ đặt đặt stop loss. Anh chị biết đặt stop loss không ạ? Là đặt cái lệnh chờ ấy, mình chờ bán ấy, nghĩa là khi mà giá đi chặt đi lên này, nó quay đầu trở lại chạm vào stop loss thì nó sẽ chốt được lãi tốt tốt nhất. Chẳng hạn anh chị vừa mua được ở đây thì ở trên khung H4 thì nó sẽ bò lên nếu nó giật xuống, thì anh chị cứ đặt sâu hơn khoảng tầm 3 giá, nó giật xuống rồi sau nó bò lên thì chả sao cả. Thế chẳng hạn đoạn này thì nó bò lên đây này, nó giật xuống từ đây chắc chắn nó sẽ khớp, anh chị sẽ bán ở đây này, anh chị sẽ bán được đoạn này luôn đó. Và chúng ta có thể đặt lại ở đây hoặc là chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội tiếp theo ăn ở đây chẳng sao cả đó. Cái việc này là chúng ta sẽ để ý cái stock một tí, stock là cái đoạn này thì nó sẽ biểu hiện không được chuẩn cho lắm đó. Cái đoạn này thì đoạn này bắt đầu chuẩn này, nhưng từ đoạn này đi thì nó sẽ bắt đầu bò lên thì rất là nguy hiểm. Đoạn này cái đoạn này này đoạn này đoạn này rất là khó để nhận biết được nó có tăng tiếp hay không, đúng không ạ? Stock nhiều khi nó cũng là một con dao mà nó này làm chúng ta biết tay, nên không phải đánh, không phải lúc nào cũng nhìn stock cả, anh chị hiểu không ạ? Vậy nên là hãy để ý là cái công cụ của chúng ta là ngoài vấn đề là chúng ta để cái close và sự MA ra, thì hôm nay em sẽ chỉ cho các anh chị thêm một cái công cụ mới, và công cụ này sẽ giúp chúng ta hỗ trợ chúng ta rất là nhiều khi chúng ta vào lệnh. Đó chính là cái volume, này chứ cái sự màu xanh đỏ này. Bình thường các anh chị sẽ để ý là trên máy của anh chị này sẽ không hiển thị được màu như em, đúng không ạ? Vậy các anh chị hãy làm đơn giản như sau. Đầu tiên là click chuột vào cái volume này thì nó hiển thị lên này, click hai lần thì nó sẽ hiển thị lên thế này. Hãy nhớ là cái màu này chúng ta để nên để cái màu nó hơi nhạt nhạt cho nó dễ nhìn, nó không lấn át màu khác. Cái vấn đề thứ hai ấy, là vẫn lấn này chỗ này này, chỗ này anh thường là bình thường anh chị sẽ là như thế này đúng không ạ? Đúng không ạ? Cái này này khá là khó nhìn, nhưng mà chúng ta nếu như mà click vào đây này, chọn vào cái trên này này, đây là một công cụ volume sẽ bật lên, chúng ta nhìn thấy này, khi mà lượng volume tăng này, thì hôm nay chúng ta sẽ học về volume một tí nhá. Anh chị nên nhớ điều này một tí, em sẽ hướng dẫn mọi người cái chỗ này là khi mà volume tăng ấy, thì nó sẽ đẩy giá đi tiếp với cái quá trình của nó tiếp tục. Ví dụ chẳng hạn như thế này, nếu giá đang tăng mà volume tăng thì nó sẽ tăng tiếp. Đó, nếu như mà đang tăng này, nó mà volume đột ngột giảm, này, sau đó màu đỏ xuất hiện nhiều thì là sản lượng sell nhiều, hiểu không? Vấn đề này rất đơn giản, chúng ta để ý này, cột màu xanh này này là cột lượng đang mua, cột màu đỏ là lượng bán. Đó, và đây là cái khối lượng giao dịch. Cái hình màu xanh nước biển này là chính là khối lượng giao dịch, anh chị cần để ý chỗ này. Đó, vậy khi khối lượng giao dịch tăng này và lượng cái màu xanh này nó tăng rất là nhiều, lượng bán nó tuy nó cao nhưng mà nó không để không tìm dìm giá này xuống sâu, mà nó bò lên tiếp, và nó cũng rảnh giá này. Các anh chị có biết cái khái niệm rảnh giá đúng không ạ? Rảnh giá hôm em đã vừa chia sẻ với anh chị rồi, rảnh giá là khi mà giá trend tăng nó nằm ở trong cái boy band dương 1 và dương 2, còn trend giảm thì nó sẽ bò ở trong cái là trừ 1 và trừ 2. Đó, trend giảm nó sẽ bò dưới này, trend tăng nó bò dưới này. Nếu như nó phá được cái trend thì có khả năng nó sẽ xuống, nhưng mà nếu như nó hồi lại thì nó vẫn bò tiếp tục bò trên đoạn này, đoạn hồi này, đoạn test này, đoạn test này. Những đoạn này là rất là khó để ăn này, đoạn này chúng ta phải chấp nhận, nhiều khi chúng ta phải chấp nhận đây này, đoạn này chúng ta sẽ không ăn được, rất là khó để ăn. Vì sao? Thì đoạn này nó vừa nó chạm xuống đây, đây là nó phá phá trend rồi. Với những đoạn này là những người ăn rất là mạo hiểm,
ăn từ đây đến đây rất là mạo hiểm đúng không ạ? Đó, nhưng mà nếu như người nào kiên định ở khung H4 thì vẫn có thể ăn được, nhưng mà nếu khung H1 thì đoạn này nó giật xuống sâu như đây cơ này. Đây là H4 này, nhưng mà nếu H1 thì nó sẽ giật sâu như tận dưới này này. Đó, và cho nên là hãy để ý, nhiều khi chúng ta sẽ đánh khung H4 sẽ không ăn được đoạn này, nhưng nếu đánh đánh H1 không ăn đoạn này nhưng anh H4 sẽ ăn được. Đó. Nhiều khi phải zoom ra nhiều khung khác nhau để có thể một cái nhìn nó chuẩn hơn, tốt hơn. Đó, và anh chị cũng để ý một chút là hãy để ý lượng volume là một công cụ tiếp theo chúng ta vừa được học là công cụ volume nhá. Cái công cụ này khá là hay mà anh chị cần áp dụng khi chẳng hạn khi anh chị thấy trend nó mở ra nhưng mà volume không tăng thì có nghĩa là nó chỉ tăng ảo thôi. Ví dụ như con Dock này, anh chị để ý là con Dock hồi nãy nó có mở ben, hồi chiều nó mở ben một tí đúng không ạ, nó giật lên được 15 nó tụt lại ngay, cái đoạn này là khá là nguy hiểm. Đây chuyện đây là khung M15 này, anh chị để ý một tí đó, đây nha, đây ạ, đoạn hồi chiều đây, đây đoạn này này, đoạn này đúng không ạ, ben cũng mở đều này, bên mở về hai phía này, cái trục xếp này, sợi MA xếp này, nền nằm trên này, đúng không ạ? Một số người sẽ nhìn ở đây nghĩ là sắp trend tăng rồi, nhưng mà để ý lượng volume nó không tăng. Đó, vậy đây chẳng là qua là một cái hiện tượng ảo, và đồng thời là cái stock nó cũng rất biểu thị một cái đi ngang nằm trên. Đó, điều này khi mà lúc mà mọi người đảm bảo có nên vào mua không hay là không nên, đoạn này nên chốt lãi này. Và nếu như ai mà đã lỡ mua dưới này rồi này, mua đoạn này rồi thì nên chốt lãi ở đấy ngay luôn này. Đúng không ạ? Khung M15. Vậy nên đánh ở trong cái thị trường này thì anh chỉ cần linh hoạt, anh chỉ cần linh hoạt ở các khung thời gian. Việc của chúng ta không phải đánh khung nào cố định mà làm nào để nhìn được cái khung nào để xác định chuẩn nhất, vì giống như câu chuyện em vừa kể cho anh chị về trong những cái bài học trước, thì để tìm được cái vị trí của mình ở trong một ngôi nhà thì nhiều khi chúng ta đã ở ngoài đường phải zoom một khung khác, chúng ta đã ở một con phố sẽ zoom một khung khác, nhưng nếu chúng ta ở trong nhà chúng ta cần phải zoom một khung khác để chúng ta tìm được vị trí của mình tốt nhất. Đó, cho nên quan trọng của chúng ta là tìm được vị trí của mình tốt nhất chứ không phải là đánh bừa được. Đúng không ạ? Không phải lúc nào cũng đánh cố định mùng M30 hay là H1 hay là H4. Số anh chị có cái tính mặc định là giống như kiểu ở bên Forex và bên chứng khoán ấy, là cứ suy nghĩ là phải đánh cùng một khung. Nhưng đừng suy nghĩ như vậy, hãy để cho cái sự sáng tạo của bản thân và cũng như là cách nhìn nhận của mình nó nằm nhiều góc cạnh khác nhau. Việc của chúng ta là tìm một cơ hội tốt nhất để vào lệnh và một cái giá tốt nhất để vào lệnh. Đó, chứ không phải là chúng ta sẽ cứ mạo hiểm thấy cái khung nào cứ nhất quyết là phải H4. Và nhất quyết là cứ phải H1 hoặc là M10 không phải đâu. Cái khung giờ là cái thứ rất là linh hoạt. Hôm nay em sẽ nói kỹ về chỗ khung giờ một tí. Đó. Đồng thời là anh chị cần kết hợp với lại cái lượng volume để xác định thật ra nó là con mảo hay con thật, đúng không ạ? Ngoài cái việc là sử dụng stock ra rồi, chúng ta phải sử dụng cái này nữa để áp dụng được cái chuẩn hơn và tốt hơn. Có anh chị nào thắc mắc cái phần em vừa chia sẻ không ạ? Còn nghe mà, mọi người còn nghe không ạ? Ok, xin cảm ơn anh chị. Nghe có vẻ hơi giật giật là do đơn giản là do mạng anh chị hơi yếu, chứ không phải do mạng em nhé. Mọi người nghe rõ, một số người nghe giật thì nó hơi yếu. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích biểu đồ của thị trường một tí để chúng ta cùng hiểu hơn về trong thị trường này thế nào. Và sau buổi sau thì em sẽ dạy thêm một công cụ mới. Khi mà biểu đồ đi xuống ấy, cái lượng volume tăng này này là cái khối lượng bán tăng. Nhớ nhá, cái màu xanh này nó tăng này là khối lượng bán nó tăng chứ không phải lượng mua tăng. Cho nên là nó giảm đúng rồi. Đó, nếu nó đi ngang cái khối lượng sẽ không tăng được đâu. Nó đi tụt xuống thì là do bán thôi nha. Ví dụ chẳng hạn nó tụt xuống này, cái khối lượng nó vẫn tăng đúng không ạ? Tăng là do nào, nó bán. Bán thì nghĩa là kiểu màu đỏ nó nhiều hơn này, đúng không ạ? Sự màu đỏ nhiều hơn, màu xanh nó ít hơn. Đó. Hãy nhớ rằng xanh đỏ nó sẽ phối hợp với nhau để tạo một thị trường chuẩn. Thì chúng ta không thể nào mà dự đoán được, kiểm soát được hay hiểu nó là một cuộc chơi tâm lý. Và lúc màu xanh này là cái lúc mà thị trường đang hứng khởi và người ta muốn mua lên. Đó, còn lúc bán này là người ta đua nhau bán này, Cái lúc vì sao mà chẳng hạn đến đoạn này mà mưa nhỉ? Thì sao có cái xanh, có cái đỏ, có xanh, có đỏ này. Ví dụ này này. Chán đoạn này mở xuống. Thì là một số anh chị đã người ta bán đồ chốt hàng tới đây, sau đấy một số người thấy ngoài cái bôi ban người ta mua lên giật lên đây này, một số người lại bán tiếp, một người lại bắt đầu lại mua hàng lên đây đấy, nên là lại bán tiếp đoạn này đoạn sẽ quay, một số người mua, một số người bán, một số người mua, một số người bán, vậy đẩy vậy thấy không? Sau tới đây thì sao? Tới đây đoạn này thì sao là một áp lực bán mạnh, vì sao thấy ban mở rộng quá, bán mạnh đẩy xuống đây, thế ra luôn, nên là một số người mua đẩy lên đây đó, bắt đầu lại bán xuống lên đây, sự giằng co anh chị thấy không ạ? Đó là sự giằng co của thị trường, và đây là một cái tâm lý một nhóm đám đông họ đang liên tục là
là phản ánh được cái tâm lý của mình dựa trên hình nến đúng không ạ? Anh chị nhìn thấy điều này không ạ? À, không hẳn nhá. Trong cái volume thì là cái thứ quan trọng, nó không hẳn là chỉ là cột màu xanh màu đỏ hay là cái xanh nước biển này. Cái xanh nước biển này là khối lượng giao dịch của thị trường nó đang tăng hoặc giảm. Còn là cái mà cột màu xanh màu đỏ này chúng ta dùng như sau. Bây giờ em sẽ hướng dẫn đơn giản như thế này này, quy luật anh chị có thể nhớ hoặc còn nếu như không nhớ có thể ghi lại. Đầu tiên là chúng ta học cái chu kỳ xanh nước biển đấy nhá. Chẳng như nó vừa mở band nhưng mà lượng màu xanh nó không tăng này, có nghĩa là khối lượng thị trường không tăng. Chẳng qua là một người nào đấy thôi, chỉ là một người nào đấy thôi. Và người ta đang mua một giá cao hơn thị trường một tí. Đó là sự một cái do một ai đấy vừa nghe thông tin nó tốt ở đấy, nhưng mà có thể là do tâm lý thị trường hoặc là do người này không hiểu biết, người ta đã đẩy lên giá lên cao một tí. Nhưng mà cái khối lượng volume này màu xanh này nó không tăng. Đó, và chứng tỏ đây là một cái tăng ảo và nó sẽ bị những người khác bán xuống ngay thôi. Đó, và anh chị đã sử dụng cái volume thị trường để xác định là thật sự là nó có mở trend tăng thật không, hay là chỉ có một số người mua ảo đấy. Đó là cái thứ nhất. Còn cái vấn đề màu xanh màu đỏ này thế nào, màu đỏ này nữa nhá, thì em bây giờ sẽ phân tích cho chỗ anh chị hiểu một cái quy luật khá đơn giản như sau. Anh chị hiểu đơn giản sau, bây giờ em sẽ zoom lại cái đây một tí rồi ok. Em sẽ sử dụng cái con trỏ để bắt đầu chia sẻ cho anh chị cái này hiểu rõ hơn, đúng không ạ? Ok, nếu như giá đang, đây là một trong cái giá đang tăng đúng không ạ? Ví dụ chẳng hạn giá đang tăng lên thế này à. Ok, xóa này đi. Ví dụ chẳng hạn giá đang tăng từ dưới tăng lên đúng không ạ? Tăng lên như thế này. Nếu như lượng volume mà tăng ấy, volume mà tăng có nghĩa là cái lượng màu buy mà tăng ấy, tăng tiếp những cột xanh tăng liên tục đều lên thế này này. Thì những cột màu xanh mà tăng đều thì nó tăng đều thế này này. Đó. Đó, đều thế này này. Thì có nghĩa là nó đang tăng tiếp, nó vẫn tiếp tục tăng tiếp. Nhưng nếu như mà lượng volume đang tăng tức là này, đột ngột giảm sâu xuống đây, sau giật xuống đây thì nếu như giá vẫn tiếp tục đi lên tới đây này thì chắc chắn nó phải tụt trở xuống ngay. Vì sao ạ? Vì cái lượng mua bán đã không còn tăng nữa. Lượng mua bán này không còn tăng nữa. Anh chị hiểu vấn đề này không ạ? Nếu như đang đà tăng mà volume tự nhiên đang tiếp tục tăng thì nó sẽ đẩy giá tiếp tục lên, đúng không ạ? Nhưng mà volume mà nó giảm đột ngột thì giá nó sẽ đảo chiều. Đó là cái quy luật đầu tiên. Đó. Đây, quy luật thứ hai này. Quy luật thứ hai nhá. Ok. Khi mà giá đang đà giảm cái này này. Ok. Mà volume mà tăng thì sao? Volume mà tăng cái này tăng đều lên này. Thì sao? Thì nó chứng tỏ rằng là cái áp lực bán nó vẫn còn tăng tiếp. Áp lực bán vẫn tiếp tục tăng và nó sẽ đẩy giá tiếp tục là xuống tiếp nữa. Đó, và tiếp tục xuống, hiểu không? Còn nếu như tự nhiên volume mà đoạn này này nó tự nhiên nó giảm đột ngột xuống. Ví dụ nó giảm đột ngột xuống như này, xuống đột ngột như này thì giá đấy nó phải đâu nó sẽ có dấu hiệu nó quay đầu trở lên. Và khi đó áp lực bán đã đầu giảm dần rồi. Và sau khi giảm này này, tự nhiên có việc tăng lên tiếp, nhưng mà đây sẽ là một cái áp lực đẩy giá lên. Và anh chị hiểu vấn đề này không ạ? Cái quy luật khá đơn giản mà anh chị cần để ý trong cái volume mà chúng ta phải áp dụng khi đánh trong thị trường này. Khoan cái gì nhỉ? Nói đi ạ. Cứ nói đi ạ. Nếu như mình lướt sóng thì mình sẽ để cái lượng volume nó sẽ không được chuẩn cho lắm đâu. Nhưng mà nếu như mà để mà lướt, vì lướt sóng trong vòng 5 phút, 10 phút rất là khó để nhìn. Nhưng mà nếu như đánh trong khung dài ấy, không từ 10-30 trở lên, chúng ta sẽ nên để một chút volume vì nó là một cái dấu hiệu nhỏ. Nhưng mà dấu hiệu này nó sẽ khá là quan trọng để chúng ta phòng được cái tín hiệu già. Anh hiểu không ạ? Nếu như hôm mình con sóng to 3 phút trước thì 200. 3 phút thì quan trọng volume không? Cái này tùy nhá, tùy lương ví tùy nhá. Nhiều khi cái việc volume nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Giống như hôm bữa em chia sẻ là để xác định bố mình ở ngoài chợ thì không hẳn là chỉ là vì cái áo hay là vì cái quần hay là vì cái mũ hay là vì kiểu tóc của ông ấy, thì volume cũng chỉ là một cái phần nhỏ trong đấy thôi. Nhưng mà nó sẽ tác động để chúng ta nhận định được tốt hơn. Và nó giảm như thế. Nếu như khung giờ càng cao thì đánh giá volume càng chuẩn hơn, càng nhỏ thì nó sẽ rất là khó để nhận định. Nhưng khung lớn này chúng ta nhìn thấy không ạ? Đúng volume tăng không ạ? Đó.
anh chị nhận thế nào này, lượng tre này nó bò này, đấy, nó nhỏ nhưng mà khi nó bung lên từ từ này, bung lên từ anh chị thấy lượng khối lượng tăng từ từ đó. Vậy cái đoạn này đoạn áp lực bán này, áp lực bán đẩy xuống này và cái lượng sideways này đó là đây phải mất 4 ngày 5 ngày này đúng không ạ, xong nó tăng lên tiếp này anh chị thấy không ạ, khi mà lượng nó bò lên, đây là cái, đây là một chỉ là một cái dấu hiệu ủng hộ chúng ta bắt đầu mua thôi đó. Đây là chả là cho anh chị xét là xác định được một trend tăng rồi, anh chị xác định một trend tăng rồi và thấy volume lượng đã tăng dần đều lên thì việc chúng ta đừng lo ngại, có thể mua thoải mái được đó, chúng ta đánh theo trend tăng mà. Anh chị hiểu phần vấn đề về chỗ volume chưa? Anh chị còn nào, anh chị nào còn thắc mắc không ạ? Chỗ volume là khá là hay nhé, chúng ta áp dụng là đánh thị trường rất là tốt, và trong cái thị trường này thì nếu như mà sơ sẩy nhiều khi chúng ta sẽ bị là những cái người, những cái dấu hiệu giả nó đánh lừa và sẽ mất tiền. Nhưng đánh trong thị trường này nhiều khi kỹ thuật nó là chỉ một cái vấn đề, nó không phải là quan trọng nhất nhưng mà nó là một yếu tố mà cần phải để ý, mà nó giúp chúng ta bắt đáy và đỉnh tốt hơn và nhận định thị trường tốt hơn đó. Nó là giống như con, giống như một cái gì đấy, một cái bản đối chiếu để chúng ta xác định nó đúng hay không thôi. À, để em dành những cái phút cuối cùng để em sẽ phân tích cho anh chị theo cái hướng là chúng ta nên nhìn một cái thị trường như thế nào. Bây giờ chúng ta nhìn thị trường, ví dụ này anh chị ở đây, một số anh chị đã ôm một số con, chẳng hạn em sẽ phân tích con Stella mà một con mà một số anh chị đang ôm khá là nhiều, và em phân tích từ con này để đi được không ạ? Đây con Stella, chúng ta nhìn nhận này, anh chị sẽ nhìn cách em phân tích này và để nhìn hiểu được cái thị trường nó tốt hơn nhá. Ok anh chị nhìn này, chẳng hạn em sẽ zoom về từ cái nến tháng để chúng ta sẽ nhìn nhận được một vấn đề là nến tháng này. Vậy nến tháng này nó đã từng, cái lúc mà nó bắt đầu xuất phát, nó mở giá thị trường, nó nằm ở giá trên cao này đúng không ạ, sau đó nhanh chóng tụt xuống sâu đó, nó nhanh tụt sâu, sau đó tháng tiếp theo nó hồi lên được một đoạn, tiếp theo nữa là nó tụt xuống này, hồi lên đúng không ạ, là bắt đầu đà giảm dần đó, cho đến bây giờ này, cho đến bây giờ là cái bôi lên thắt đoạn này này, thắt đoạn này nó bung lên, đây là cái nến xanh nhất và cao nhất hơn những cái nến khác. Và anh chị nhìn nhận thấy vấn đề này là cái bóng nến rất là cao, anh chị thấy không ạ, cái bóng nến rất là cao. Thứ hai, stock nó mở ra, vậy có nghĩa là tháng này là một tháng cái nến xanh, và khả năng tiếp theo tháng tiếp theo ấy, gì để này tháng tiếp theo này, cho dù là tiếp sau này vài tháng nó sẽ giảm, nhưng mà chắc chắn cái tháng sau này nó phải hồi được một nửa đúng không ạ, một nửa của cây nến này, của cái bóng này đúng không ạ, anh chị nhìn thấy đó, dấu hiệu này. Vậy tháng tiếp theo là vào ngày thứ năm đúng không ạ, ngày thứ năm là ngày một tháng sáu, thì khi đấy là chắc chắn nó sẽ có một cây nến ở đây, và cây nến nó sẽ phải là cây nến màu xanh. Và thứ nhất là do này lượng volume xanh, màu xanh này đang tăng vọt này, thấy chưa, nó chưa dấu hiệu giảm đó. Thứ hai là cái Bollinger Band đang mở này và stock vẫn đang mở lên này. Vậy một cái nến xanh này chẳng, nó không bao giờ nó xuất hiện một cái nến đỏ nó giảm ngay thế này được, nó không thể xuất hiện một cái năm thì cái nến đỏ nó giảm kiểu này được đúng không ạ, mà nó phải là giảm từ từ, một cái nến xanh ở đây nữa mà nó giật lên một phát nữa sau nó hồi trở lại, thì có thể là cái nến xanh này, cái nến xanh của tháng tiếp theo là nó sẽ có thể cao hơn cái nến này và có thể thấp hơn cái nến này, nhưng phải là cái nến xanh chứ rất ít khi nó phải là cái nến đỏ ngay được. Đó là cái điều mà anh chị chắc chắn là nó sẽ phải tăng giá trong tháng tiếp theo đúng không ạ. Thứ hai là cái giá trị của con Stella này ngoài kết hợp với cái kỹ thuật, chúng ta hiểu biết được là để đọc được thông tin từ Kim Hương chia sẻ, thì anh chị nhận được thông tin là Stella này nó được có một nguồn lớn, nguồn vốn lớn bơm vào đúng không ạ. Thứ hai là nó được, nó là một công ty rất là lớn, hiện tại đang đẩy vào cái chiến dịch và được hỗ trợ rất là nhiều thông tin tốt, thì chắc chắn là tháng sắp tới nó phải bung lên một lần nữa trước khi nó tắt lịm hoặc là nó sẽ tăng tiếp, rất là khó nói đúng không ạ. Chúng ta sẽ phân tích từ cái đến tháng này, chúng ta phân tích từ cái tháng đến tuần này, nhìn thấy một cái dấu hiệu. Các anh chị phải phân tích từ từ nha đúng không ạ? Dấu hiệu này anh chị nhìn thấy này, đến tuần là nó đã bật lên, sau đó nến đỏ đã đang điều chỉnh do nó ra khỏi Bollinger Band quá xa, điều chỉnh. Các bạn điều chỉnh này, xanh đỏ giật lên giật xuống vài lần. Đó là chuyện rất bình thường. Đó. Bây giờ nó nằm ở ngay là Bollinger Band dừng 1, và nếu như nó giật sâu thì nó sẽ phải về đây này, về MA 13 là về tầm chỗ này. Và nếu như mà không giật được nữa thì nó sẽ phải bung lên. Vậy tuần sắp tới, bây giờ hôm nay là thứ 3 đúng không ạ? Thứ 3, 4 gì đấy. Thì anh chị để ý là hôm nay thứ hai là ngày đầu tuần và vừa xuất hiện một cái nến mới, chính là cái nến này này. Đây. Đúng không ạ? Xuất hiện cái nến này. Và cái nến này nó chưa nhích cái gì cả. Đồng thời các anh chị để ý một chút nhỏ là sao? Là thấy là cái lượng bán nó khá là tăng. Vậy có khả năng là sắp tới sẽ tụt. Thứ hai là thứ ba là cái stock đang có vẻ một hướng xuống. Vậy khả năng là cái con Stella trong một tuần này có vẻ nó sẽ tụt xuống một đoạn. Nó sẽ test lại một cái cản của cái trời MA13 này một lần nữa. Đó, rồi có thể giật lên. Đó. Vậy cái trường hợp
trường hợp khó nhất là có thể là nó sẽ tụt lại hoặc nó sẽ tăng luôn. Đó, anh chị cần để ý điều này. Vậy chúng ta có thêm một cái dự đoán từ cái nền tháng và sang cái nền tuần thì chúng ta đều biết được rằng là sắp tới có thể là con Stella sẽ giật xuống test lại. Vậy thì ta bắt cái đáy của nền tuần, cái là cái điểm sâu nhất, và có thể nó giật xuống thì nó sẽ là về đây đúng không ạ? Về đây. Vậy từ cái giá này đó là khoảng tầm 13 mấy đấy. Anh chị để ý không ạ? 13 hoặc 132, 131 gì đấy. Ok, đó, đây là đến tuần đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ phân tích từ cái đến ngày. Đến ngày thì sao? Đến ngày thì anh chị để ý này, đến ngày nó ở cái vùng nó lấp lửng ở dưới này, nó có khả năng ấy, khả năng nó sẽ bật lên rất là mạnh, nhưng mà hiện tại thì cái Bollinger nó vẫn hướng xuống dưới, và cái các stop hay là các cái sợi MA nó vẫn đang có kiểu là nó vẫn hướng xuống dưới. Vậy nếu nó giật mạnh thì nó sẽ lên lại được tầm 19 và nó phải tiếp tục tụt xuống. Và kiểu như vậy. Thì với tất cả những biểu đồ thì chúng ta nhìn chung thì có vẻ con này nó sẽ phải giật lên một tí, nếu như giật mạnh lên, giật lên một tí và sẽ hồi lại xuống ngay, và đó là cái áp lực bán nó khá là cao. Đồng thời là khung H4 thì sao? Khung H4 thì anh chị để ý khung H4 này, khung H4 nó đang bò sắn ở, nó nằm ở lưng chừng và nằm ở cái vùng mà không quá bán không quá mua, nằm ở giữa. Cái điều rất là khó nói để nhận định thị trường. Thứ ba là nó vừa test được cái trục giữa này đúng không ạ? Thường thường khi mà nó một trend giảm, nó test trục giữa xong nó phải hồi xuống ngay. Đó là một cái điều mà anh chị để cần để ý nhé. Cái con này nó vừa hồi lên chạm trục dưới này, à, tất cả từ đây trên dưới một trên giảm này, nó ít khi nó phá trục dưới, à, nó cứ chạm trục dưới nó hồi xuống, vậy khả năng con này sẽ hồi xuống tiếp một lần nữa. Vậy từ nhiều nhận định chúng ta nhận định rằng là con Stella có khả năng sẽ rớt xuống một lần nữa để lên, đó. Nhưng mà đừng có loại trừ khả năng nó sẽ bật lên luôn nhé, vì tùy thị trường lắm, chỉ cần có một thông tin tốt là nó sẽ đẩy lên luôn. Đó chỉ là cái nhận định đúng không ạ? Tiếp theo là cái H1 thì sao? Chúng ta nhìn tìm từ cái H4 đến nhìn H1 thì H1 thì sao? H1 này đang là vùng sideway, đó, nó co thắt lại và không có gì là mở ven rộng cả, nó đang thắt lại này, và khả năng là nó đoạn này cứ dẻo dẻo đoạn này thôi. Đó, đoạn này thì nó quá khó để chúng ta biết được nó tăng hay giảm, sắp tăng hay giảm đúng không ạ? Trong vòng 1 giờ tới, đó, xong 30 phút tới thì nó tương tự thôi, 1 giờ mà không rõ ràng thì 30 phút nó cũng không rõ ràng. Đoạn này nó vừa mở ven một tí nhỏ nhỏ, nó tăng được một vài giá, nó giật xuống ngay. Đó, anh chị để ý vào này nhá. Đó, vậy từ một cái con như con Stella chúng ta lại nhìn nhận được thị trường rằng là hiện tại thì bit nó đang có cái khả năng điều chỉnh, và tất cả các altcoin những con tiềm năng mà đã được bơm trước thì nó đang có vẻ là muốn điều chỉnh xuống một đoạn nữa trước khi nó lên đúng không ạ? Ok, anh chị còn nghe không ạ? Anh chị còn nghe em nói không ạ? Đấy, cách phân tích khá đơn giản vậy thôi. Chúng ta hãy hiểu đơn giản này, trong cái thị trường này anh chị ngoài vấn đề về tâm lý thì em đang đi sâu về cái vấn đề phân tích kỹ thuật cho anh chị nắm cứng đã, rồi sau đó em sẽ dạy về phân tích tâm lý. Trong vòng nửa cái buổi học sau thì em sẽ nói về cái vấn đề về tâm lý khá là nhiều. Đó, vì khi anh chị nắm cứng được kỹ thuật rồi thì em sẽ nói về vấn đề tâm lý, vì vấn đề tâm lý nó chiếm khoảng tầm 40% cái quyết định đánh của mình, nhưng mà lại là nó lại quyết định nhá, nhớ nó chỉ chiếm 40% quyết định thôi, nhưng mà nó lại quyết định thắng thua của mình ấy, là 80%. Đó, vậy cho nên là cái tâm lý nó rất là quan trọng. Lát sau em sẽ nói về cái tâm lý đó, anh chị cần phải để ý. Vậy anh chị để ngoài cái chúng ta hôm nay học được cái thêm cái volume kết hợp với các bộ công cụ lại, thì chúng ta nhìn có chúng ta sẽ học là về cái cách phân tích nhớ nhá, phân tích một con gì đấy chúng ta phải phân tích từ đến tháng, sau đó lùi về dần và chúng ta tìm cái khung hợp lý nhất để đánh đúng không ạ? Vậy anh chị nếu muốn ăn ngắn thì chúng ta sẽ đánh khung 10 chẳng hạn, đoạn này này giật xuống đây phát đúng không ạ, mua đúng không ạ, lên đây bán. Vậy đó là một chuyện bình thường ngoài lướt sóng chúng ta sẽ mất mấy tiếng ạ nhá, 30 phút này, một tiếng này, tiếng dưới này, hai tiếng dưới đó, đấy, 3 tiếng, vậy là mất sẽ được 3 tiếng để ăn được từ giá là 15.03 bán được ở giá là 17.03 đúng không ạ? Đấy, đoạn này sẽ mất là khoảng tầm là 3 tiếng đồng hồ. Vậy đây lướt sóng đúng không ạ? Anh chị để vấn đề nhá. Vậy khi nhiều khi mình đánh đừng có cố định là mình sẽ đánh khung nào, mà hãy đến một cách linh hoạt, nhớ rằng sự linh hoạt nó tạo sự mạnh mẽ, đừng có dại mà mình sẽ đánh cố định một khung. Nhiều khi cái khung H1 nó rất là khó nhìn, nhưng khung 10 nó dễ nhìn hơn. Như đoạn này chúng ta làm sao biết nó xuống hay giảm, tăng hay giảm đúng không ạ? Cây nến đỏ này, nhưng mà stock nó đi lên, nó lại ở đây là cái volume đỏ nữa, vậy chúng ta chả nhận định được nó tăng hay giảm gì cả. Vậy bây giờ nó nên vào lệnh hay không? Tất nhiên sẽ không nên vào lệnh, vì chúng ta không có tín hiệu gì rõ ràng để vào lệnh cả. Như thời điểm này mà vào lệnh nó đang cực kỳ rốt, cực kỳ kém, và đang đưa tiền mình vào một cái nơi nó khá là nguy hiểm. Chả những đoạn này còn vào lệnh được này, nó giật xuống sâu dưới Boy Band. Cho dù như mà chả những trường hợp đoạn này nhá, đoạn đây là báo nhá, em ví dụ báo giật xuống đây, chúng ta vào đoạn này thì quá đẹp luôn. Thứ nhất là nó giật quá sâu, thứ hai lượng volume nó bắt đầu
phải hồi trở lại vì nó ra ngoài Bozeman đúng không ạ? Cái mình chốt nhỏ nhất thì mình sẽ chốt được ở đây. Mình vẫn ăn được cái giá rất là to. Nếu mình kiên trì hơn, mình chờ đợi hơn thì mình vẫn ăn được chỗ đàn này. Thì mình kiếm được cái tới tận là 4 giá, quá đẹp luôn. Đó. Đúng không ạ? Quá đẹp. Vậy nhiều khi trong cái thị trường chúng ta phải đánh một cách linh hoạt. H1, H4 hay D1 hay bất cứ khung nào thì anh chị cần phải xác định là mình đang đánh và mình cần phải tìm được cái vị trí đẹp nhất. Nhớ là tìm vị trí đẹp nhất trên một khung nào đấy. Sau đấy zoom nhỏ dần về khung khác để mà mình tìm được vị trí đẹp hơn. Chẳng hạn như ví dụ này. Ở ví dụ chẳng hạn như đoạn này. Đoạn này ở cái khung mà khung đây nhá, đoạn này chẳng hạn như đoạn là khung này là khung H1, chúng ta làm sao bắt đoạn này tốt nhất. Vậy có thể bắt chừng chừng ở đoạn này đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ zoom về khung M15 này. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ bắt được dễ dàng hơn, anh chị thấy không ạ? M15 là 15 phút, vậy chúng ta nó đoạn này chúng ta không mua được thì đoạn này nhỉ? Nếu đoạn này này chúng ta không mua được thì sao? Chả sao cả, nó nghĩa là nhìn rõ ràng này, giật xuống này, lên đúng không ạ? Giật rõ ràng này, vậy chúng ta mua ngay ở đây này. Hoặc tối thiểu nếu không mua ở đây, chúng ta mua ở đây cũng được, chả sao cả. Chúng ta nhìn được cái nó đang hướng đi lên này và cái lượng volume tăng rất là mạnh. Đấy, nhiều khi mà chúng ta không tìm được cái khung đẹp nhất là khung M15 thì zoom vào khung 5 phút. Nó khung 5 phút hoặc là khung 1 phút chẳng hạn, khung 1 phút là đánh cái thị trường báo to cực kỳ to nhá. Khung 1 phút là dùng để đánh cái báo cực kỳ to, là báo thần đấy. Còn nếu đánh khung 5 phút thì là đánh cái lúc mà nó sóng mạnh, sóng đều. Đó. Thật ra cũng không cố định ở khung nào cả. Đó, anh chị có thể nếu như đánh cái thương trường đánh theo kiểu là một cái kiểu đánh mới mà em đang hướng dẫn những người anh chị lướt sóng ấy, chuyên nghiệp ấy, thì nên là hướng theo đánh là đánh scalping. Scalping có nghĩa là chúng ta sẽ đánh nhanh, khoảng có vẻ là trong vòng 5 tới 10 phút anh vào 2-3 lệnh rồi. Vào và ra rất là nhanh, chẳng hạn như vào đây này, bán nghe ở đây này. Nhưng mà những cái bạn ăn rất là nhỏ, thường ăn được 1% và nó không đáng là bao nhiêu cả. Thường không đáng là bao nhiêu cả. Vậy nên là đánh scalping là đánh cực kỳ về linh hoạt, mà phải đánh những cái lúc mà báo to ấy. Chứ còn nếu đánh scalping mà đánh lúc thị trường sideway là coi như đói bụng luôn, không có gì ăn cả. Vì ăn 1% mà trả phí 0,25 thì tính ra được 0,75%, nó không được bao nhiêu cả. Trong khi mình đưa một số vốn to vào mà thì mình ăn được 0,75% thì quá tệ. Vậy nên là nhiều khi đánh scalping nó chỉ dành những sóng to thôi nhé. Sóng to và những khung rất là nhỏ như khung M30 trở xuống. Đó. Đó là scalping. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi sang một cái bước nữa, chẳng hạn ví dụ bây giờ mình nói qua chút scalping này. Đoạn này volume đang tăng đúng không ạ? Lượng bán đang khá là mạnh. Chẳng hạn anh chị muốn vào lệnh ở đây ngắn trong vòng 5 phút thì sao? Thì chúng ta đặt lệnh ngay ở đây đúng không ạ? Chúng ta có đặt lệnh ngay ở đây này, trục dưới này. Con này giật xuống một cái khớp thì chúng ta sẽ bán ngay ở đoạn này này hoặc ở trên này. Đây có nghĩa là stop nó đang không phải muốn hướng lên đúng không ạ? Về trong con Stella trong vòng 5 phút chúng ta phải ăn được. Nhưng thế này là dính đạn ngay luôn đúng không ạ? Như này dính đạn. Và nếu như nó trong khoảng tầm 10-20 giây nữa khi mà nó không hồi lên lại và nó tiếp tục tụt xuống đây thì chắc chắn là chúng ta phải chốt lỗ. Vậy nghĩa là đánh cắt scalping nhiều khi chính trong cái việc của mình tham gia vào thị trường sẽ có khả năng chốt lỗ nhiều hơn. Đó, anh chị thấy không ạ? Nó bán này giật lên này, bán giật lên. Vậy nếu như lúc này ai đặt đây này, cái khớp rồi, bây giờ đang ôm lỗ đúng không ạ? Nhiều khi đánh scalping nó phải đứng lên thị trường chuẩn. Thị trường sideway rất là khó để vào. Đó, nếu nãy ai vào lệnh đây này bây giờ vẫn có thể kiên trì chờ. Tí nữa nó sẽ phải hồi lên một đoạn đây, có thể chốt lãi ở đây được. Nhưng mà nó khá là nguy hiểm đúng không ạ? Nhưng đoạn này là một đoạn một người là để bán tháo, vừa bán tháo từ cái giá là 14.5 này này, vừa bán tích xuống đây. Có khả năng bây giờ nó giật xuống đây một lần nữa này. Rất là sâu. Đó. Scalping nó khá là nguy hiểm, chỉ dành những người thủy thủ chuyên nghiệp mà tâm lý vững vàng thôi. Còn đa phần anh chị nên đánh vào những cái khung nó chuẩn hơn và mình ăn chắc chắn những khung giá tốt hơn. Đó là từ một con nhá, đây là từ một con Stella đúng không ạ? Con Stella. Anh chị để ý này, ở ngay khung M30 thì con này đang muốn hướng xuống. Mà nãy là chúng ta nếu muốn long ở đoạn này là long sai, đúng không ạ? Đánh scalping vậy long sai. Và chúng ta để đánh được, chẳng hạn chúng ta vào lệnh ở chỗ này này, nó cần phải zoom lại từ khung H4 trở xuống để nhìn được cái thị trường có thật sự là khung muốn lên hay không. Nếu thị trường đang muốn lên ấy, chúng ta sẽ long từ khung M5 này sẽ an toàn hơn. Nhớ rằng nhé, H4 đang muốn lên, H1 đang muốn lên, M30 đang muốn lên, nhưng mà M15 hướng xuống ấy, M5 hướng xuống ấy, thì chẳng sao cả, chúng ta có thể ngồi canh để bắt đó. Sau đây trong vòng 1 tiếng tới nó sẽ lên lại, thì đó là cách mà đánh chuẩn. Nhớ nhá, trong ngắn hạn có thể mình thua nhưng trong dài hạn mình phải thắng, thì đánh như vậy mới chuẩn được. Anh chị hiểu vấn đề này không ạ? Có nghĩa là thế này này, nó đang đà tăng cái này này chưa? Đó, đà tăng cái này, nếu như mà nó đang ở chặt chẹo đoạn này như thế này, ví dụ như thế này chưa? Thì nếu như mình có thể vào lệnh ở đây này, nhưng mà giật xuống đây mình thua này, nhưng mà trong cái đà dài hạn của nó vẫn tăng, cho nên mình sẽ vẫn yên tâm để mình có thể là chờ chốt lãi đoạn này một, hoặc là chờ tiếp. Anh chị hiểu em không? Nếu như mà nó bò lên đây này,
mà đoạn này mà là chỗ này này thì mình có cắt lái, cắt chốt lái đấy thì mình vẫn lấy lời từ đoạn này này đúng không, từ đoạn này đúng không, đó. Vậy nên là nhiều khi mà cái điểm vào lệnh chúng ta không đẹp, cái điểm vào lệnh chúng ta không đẹp thì chẳng sao cả. Nếu đánh theo một cái hướng là trend dài hạn tăng này, mình đánh ở trong khung ngắn mà chúng ta vào lệnh trật thì không sao cả, chúng ta vẫn có thể đợi nó hồi được và ra lệnh và bắt lệnh mới, hoặc là để giữ nguyên. Đó, đây là cách. Có anh chị nào hiểu cái em vừa chia sẻ không ạ? Thị trường nó liên tục biến hóa cho nên chúng ta phải linh hoạt, cực kỳ linh hoạt. Anh chị hiểu cái em vừa chia sẻ không ạ? Cái cách đánh không ạ? Đánh khung M5, M15 thì chúng ta phải xác định là có những lúc nó giật xuống mà khả năng là chúng ta sẽ bị lỗ, lỗ tạm thời. Và nếu như đó là một trend tăng của dài hạn như là H4, H1 hoặc là 30 thì có thể yên tâm là trong vòng 5 phút đấy mình thua, nhưng mà trong vòng 15 phút sắp tới mình lái lên, mình cân nhắc cái điểm ra để mình ra. Đó, nếu như mình đã lỡ vào cái điểm vào nó hơi cao thì khi mà nó lên nó hòa vốn một tí là phải bắt đầu xác định là mình phải bán non, không nên tham. Đó, đó là cách. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích một số cái một số con mà ngày hôm nay một số anh chị đang thắc mắc, và em có sẽ từ cái bài phân tích của em mà mọi người sẽ có được cái hướng đi phân tích nó sẽ chuẩn hơn. Nhớ là phải kết hợp với thông tin nhé, không có gì là đánh một mình cả. Đây là bạn Bitcoin của ba sàn là sàn BTCE, sàn là Bitfinex và sàn Forex, đúng không ạ? Em sẽ vào sàn Forex vì mọi người đang đánh cái sàn này, mọi người để ý này. Vậy như thế này thì chúng ta xác định nó sẽ tăng hay giảm. Đầu tiên nữa nhìn stock này. Đó, stock cũng đang ở đến rất là cao và khả năng tụt xuống đúng không ạ? Cái đầu tiên này. Cái thứ hai là ở đây khung H4, thì H4 giờ sắp tới thế nào? Nhưng nó vừa hôm qua giờ nó test cái trời MA 34 mấy lần rồi. Đó, và nó không phá được, không đóng đến trên được và liên tục cứ phải hồi xuống. Vậy rõ ràng tối nay nó sẽ tiếp tục đà đấy thôi. Nó sẽ không phá được. Thứ nhất là vì stock nó quá cao rồi. Vậy tí nữa thì dự đoán trong vòng 4 giờ sắp tới thì rất là đơn giản thôi, và nó sẽ phải tụt. Đúng không ạ? Nó phải tụt xuống này. Để tới đây. Có thể đoạn này này, và cũng có thể đoạn này. Chúng ta không biết được đoạn nào cả, chắc chắn nó đang phải tụt vì nó ở đoạn này, đúng không ạ? Nó đã không phá, không đóng nến được thì nó phải tụt thôi. Đó, nó là một cái chúng ta có thể nhận định được từ khung H4, đúng không ạ? Thì có zoom cái khung to hơn, để zoom cái khung to hơn hoặc là nhỏ hơn để ta tìm được cái vị trí đẹp hơn. À, và như con này mà thời điểm này mà ai nó vào lệnh mua bit thì có vẻ là hơi lố, đúng không ạ? Thì nó sẽ tụt xuống rồi lại lố đi. Vậy trong thị trường này chúng ta phải nhận định rất là chuẩn. Nhất là này, khung H4 này là những cái khung thời gian là này 7 giờ tối này, 11 giờ đêm này, 3 giờ sáng này, 7 giờ sáng, 11 giờ trưa và 3 giờ chiều. Đấy là những khung mà nó sẽ xuất hiện đến H4 và những thời điểm đảo chiều. Đó, và cho từ giờ tới lúc 11 giờ đêm là con này sẽ phải hồi xuống. Vậy nên anh chị có thể canh bắt đó, canh bắt con bit. Nhưng mà bắt đây chỉ là bắt tạm thời ăn non thôi, nhưng mà hầu như ở trong nhóm chúng ta này không ai lướt bit cả. Ngoài lướt bit là chúng ta chỉ ôm bit thôi, và dùng bit thì lướt con khác, cho nên là đánh để ôm bit lướt bit thì đó là một cái vấn đề nó không khả quan. Và ăn nhỏ đúng không ạ? Anh chị mà ăn được tầm 57 đô vốn bỏ ra tới 1-2 bit thì nó cũng hơi kỳ. Tiếp theo đúng không ạ? Từ cái việc bit này chúng ta sẽ phân tích ra những cái con khác. Chẳng hạn anh chị để ý này, khi anh chị xem biểu đồ chúng ta để ý là các cái con như là BTS này. Này BTS là một này nha, đúng không ạ? Cái thứ hai là con Dog này. Anh thấy biểu đồ giống nhau không ạ? H4 giống nhau không ạ? Anh chị có thể để ý là cái H4 của nó rất là giống nhau. Con tiếp theo này là con LTC à? Thử xem nào. Con LTC nó khác biểu đồ một tí, là vì con này nó xuống từ trước rồi. XRP nó cũng khá giống này. Đấy nhá, XRP khá giống này. Đó, là con STR chúng ta vừa phân tích hồi nãy này. Đây, thì thế không ạ? Cái biểu đồ nó khá là giống nhau. Đấy, vậy cho nên là những cái con này nó sẽ lên cùng nhau, xuống cùng nhau này. Hãy cẩn thận. Mấy con này khá biểu đồ khá giống nhau ở khung dài hạn nhé, ngắn hạn có thể là khác nhau, nhưng mà khung H4 trở lên nó thường thường khá là giống nhau. Đó, anh chị để từ cái phần này mình nhận định được cái thị trường nó tốt hơn. Đó. Ok, bây giờ chúng ta phân tích cái tâm lý thị trường này, anh chị để ý nhé. Thì bây giờ sang cái đoạn phân tích tâm lý thì anh chị có thể đã nghe livestream của em rồi, có thể là chưa nghe, nhưng mà em sẽ nhắc nhở về những cái lối sai mà cần thiết. Nhất là cái lối sai đầu tiên ấy, là sự tham lam. Tham lam đây là gì? Nhiều khi là chúng ta đã xác định đoạn này, nhà đoạn này, biết là giá lên trên cao rồi này, đoạn này này, biết lên cao rồi nhưng mà tiếc không bán, tức là bán ở đây tiếc này, rồi lên đây mua lại này,
giờ đây này bán tiếp này, nhưng mà tới đây mua lại thì tụt mạnh. Anh chị phải hiểu là cái tốc độ tăng ấy, nó sẽ rất là chậm, nhưng tốc độ giảm nó còn nhanh gấp 10 lần. Nhà tăng nó mất 5 phút thì nó giảm chỉ mất khoảng tầm 30 giây thôi. Đây này, mua đây này, đây sau này mua lại đây này, bán đây này, lái này, nhưng mua lại đây phát là chết luôn, tụt luôn. Đấy, những cái thời điểm như thế này là cần cái để ý này. Đó, không H4 thì nó không nói làm gì, nhưng không H10 nó sẽ từ đoạn này nó dẹo lên, dẹo xuống, dẹo lên xuống. Đấy, chính đoạn này nó sẽ ăn thịt anh chị, đúng không? Và chúng ta đã lỡ vào lệnh dưới này này, và lên đây bán được rồi. Và nếu như vào lệnh tham vào lệnh đây này, mà lên đây gọi là đã sự ăn may cực kỳ lớn rồi. Mà nếu như vào tiếp tục lệnh ở đây gọi là sẽ tham lam và chết, và sẽ chết rất là ghê gớm. Đây, đoạn này đó, rất là nhiều người chết ở đây, và nhiều rất là nhiều người đang ôm con Stella này, đang giá đoạn này. Đó là do sự tham lam. Đó, anh chị để ý nhá, nó vượt ra khỏi bên quá xa, tôi chú đẩy mạnh đến mấy, nó mình mà lỡ chốt lái ở đây này, hoặc ở đây này, hoặc ngay cả ở đây này, thì không nên vào lệnh ở đây nữa, dù nó giật lên. Đó, hiểu không ạ? Nó ra khỏi bố ben quá dài thế này rồi thì tuyệt đối là không nên sờ vào nữa, nó phải ngồi canh. Nhưng mà nếu nó ra tới đây, lên tới đây này, thì H4 lên tới đây này, thì nhiều khi mình mà non gan ấy, đừng có sót, đừng có ham mà sót. Nhiều khi một số anh chị nó họ liều, họ có 10 bit thì họ giảm sót 2 bit thôi, vì nó sợ giật lên nó cháy, đúng không ạ? Vì một con đang đà tăng mạnh, nhiều khi nó giật lên kinh khủng lắm, thì nhiều khi cái sự sót nó lại đưa họ đến địa ngục là mất tiền. Đó, và như là nhiều khi một số người sót mà sót được có 1 bit, nhưng mà sót ở đây này, sót đoạn này này, đó thì lên đây chảy mất gấp đôi, chảy mất. Vậy nên là cẩn thận, nhiều khi khi chúng ta sót chúng ta cẩn thận, đừng có ham sót khi nó xảy ra cái bozo ben, ham sót là cũng không nên đâu. Thấy khi nó đẩy lên, đẩy lên, khi nằm áp lực hết đẩy, nó đầu tụt xuống thì nó sót thì nó ok hơn, và có tín hiệu rõ ràng nó ok hơn. Nó chúng ta có thể zoom về khung M15 hoặc là M5 để nhìn thấy tín hiệu nó bắt đầu đi xuống thì mình mới sót. Đó thì nó sẽ yên tâm hơn, là vấn đề là sót mù mù ở đó. H4 này này rất là nguy hiểm nhá, tuyệt đối nhá, đây là gọi là một tham lam nó rất là nguy hiểm. Đó, thứ hai là sợ hãi này, sợ hãi này như thế nào. Ví dụ chẳng hạn này, chẳng như là đoạn này chẳng hạn đi, nếu như mà đây là một cái trend tăng này, trend tăng này, và anh chị nào đấy mà có cái sợ hãi, chẳng hạn như vừa mua ở đây, lên tới đây bán rồi, xuống tới đây không dám mua lại nữa, sau nó tụt lên, mà chỉ cần lơ đãng khoảng tầm 5-10 phút hoặc là đi đâu đấy một tí thôi, về thì tăng tới đây là tiếc này, và tới đây rồi thì lại không dám vào mua lại nữa, nó bắt đầu canh canh như thế này để bắt, thì không bắt được. Thì nó lại lên tiếp, lên tít trên này này. Trên này thì sự chờ đợi là không chịu đựng không được nữa, thì mà sẽ vào lệnh ngay ở đoạn này thì lại mất tiền. Đa phần tâm lý của con người nó thường thường như vậy, là đã bỏ lỡ cơ hội để đi ăn dài này này này. Thì bây giờ lại bắt đầu vào đây, bắt đầu tiếc này, nhớ đây, ở đây tiếc này. Ở đây tiếc một chút nữa này, và tiếc thêm một chút nữa để cái chịu không nổi nữa, bắt đầu vào lệnh ở đây. Và lên đây không kịp chốt thì nó tụt xuống. Thì đấy nó là những cái trường hợp nó nguy hiểm. Nhiều khi mà mình đánh mình phải để ý, mình phải kiểm soát được cái cảm xúc của bản thân. Nếu trong thị trường này không kiểm soát được cái bản thân ấy, là nhiều khi chúng ta đang tự giết mình. Đó, anh chỉ để cái phần này mà lòng tham và sợ hãi rất là nguy hiểm trong này. Cái thứ ba là cái tính là liên tục vào lệnh. Ví dụ như hôm nay là thị trường sideways, một số bạn là nhắn tin cho em, trong nhóm mình là nhắn tin cho em là có nên vào lệnh hay không, có nên bán hay không, có nên mua hay không. Và chứng tỏ là họ đang chưa kiên định về bản thân mình, vì chúng ta đều hiểu là sideways thì không nên vào lệnh, đúng không ạ? Chúng ta thừa hiểu là như vậy. Nhưng mà anh chị lại muốn hỏi là nên vào con nào và vào bắt con nào, thì vậy chứng tỏ là anh chị, một là anh chị không hiểu kiến thức, hai là anh chị đang mắc bệnh nóng đít, đó là muốn vào lệnh liên tục, là muốn tham gia vào thị trường cho dù là không biết rõ ràng nó là cần gì. Đấy, có cái này càng nguy hiểm ạ. Trong bao nhiêu trong số các anh chị hiện tại đang nghe live, đang xem buổi học này, thì đang gặp một trong những tình trạng này hồi chiều nay ạ. Đang muốn vào lệnh chẳng hạn này, hoặc là muốn bán tháo này, hoặc là cảm thấy là mình phải mua lên để kịp chuyến tàu ha. Có ai không ạ? Còn nghe mà. Đấy. Tất nhiên là anh chị sẽ có một số anh chị đã gặp cái này rồi nhưng không nhận đâu. Đấy. Bây giờ em chỉ nói lại cái vấn đề đấy cho mọi người cùng hiểu thôi. Đấy, nhiều khi thì xe quay là ai cũng biết là không nên vào lệnh, nhưng mà vẫn cảm thấy là bất rất khó chịu và muốn vào lệnh liên tục, và cái điều này nó khá là nguy hiểm nhá. Nếu như ăn thì thường xe quay chỉ ăn được 1-2% thôi, nhưng mà nó tụt đột ngột hoặc nó lên đột ngột thì sẽ cháy. Vậy cho nên là hãy cẩn thận, dù là chúng ta biết đây là một trend giảm này, nhưng mà trend giảm này trend giảm tích lũy và rất là nguy hiểm. Khi mà trend giảm thì hẳn chúng ta trend giảm chúng ta bắt chúng ta short từ đoạn này đi, H4 nhưng mà D1 giảm, đúng không ạ? Chúng ta biết, đúng không ạ? Nên bắt đầu short từ đoạn này, này hoặc là short từ đoạn này này, nó xuống đây ăn này, thì đó là những người khá là kiên trì và những người họ nhìn thấy cái trend giảm. Đó, nhưng mà tới đây rồi mà tới đoạn này rồi mà họ short thì đó là cực kỳ nguy hiểm này. Nó thị trường nó lấp lửng, chả có cái tín hiệu gì cả.
Ok, cái tâm lý mà người để ý nhá, tâm lý chúng ta phải cực kỳ vững mà đánh thị trường này. Nếu như mà cảm thấy mình mà không ổn về tâm lý ấy, thì tạm dừng, mình đi đâu đó chơi thì về mình đánh sau. Cơ hội thì còn nhiều, nhưng mà chỉ cần vào lệnh sai thì mình sẽ mất tiền, cho nên là đừng đừng có mà vội vàng quá. Nhiều cái sự vội vàng của chúng ta lại mang đi chúng ta đến cái hố sâu, cho nên là hãy cẩn trọng. Như thời điểm này thì stop không rõ ràng này, cái lượng buy và sell nó quá nhỏ này, và nó là tuy là một trend giảm nhưng mà nó không giảm mạnh, cũng không tăng mạnh, nó cứ dẻo dẻo là này rất là khó để nhìn. Vậy nhưng thời điểm bây giờ thì hầu như các những người lướt sóng chuyên nghiệp ấy, thì gần như là họ để nguyên, họ đi xem phim và họ làm gì đấy chứ họ không bỏ lệnh đấy. Chứ còn nếu anh chị mà tham gia vào thị trường thì không khác gì đang chặt tay mình cả. Chị để ý vào này cho em nhé, đừng có dại vào lệnh thời điểm này nhé, hãy đợi tín hiệu rõ ràng. Nào, tối nay có thể nó giật xuống rồi giật sâu hơn thì mình có thể bắt, chứ còn nếu như mà gom hàng mà ôm dài hạn ấy, thì bắt đầu có thể gom được rồi. Đoạn này nó gom được rồi này, bắt đầu gom được đoạn này này, nó có thể gom dần 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 được rồi, gom dài hạn nhé. Nên là chia ra nhiều lệnh khác nhau ấy. Nếu như mà giật ra và Boyband quá xa thì có thể vào lệnh một chút, nhưng mà hãy chốt lái ngay chứ không nên để lâu. Vì nếu như mình short ấy thì nó khác, mình long thì nó khác. Nhiều khi mà thị trường nó chưa rõ ràng, nhiều khi sợ nó xuống sâu nữa thì mình nên chốt lái đi. Vì nếu như mà mình thấy là các cái khung thời gian khác là không ủng hộ, chỉ cái khung mình đang lướt nó ủng hộ thôi, thì mình nên là lướt sóng. Chẳng hạn M15 mà chúng ta lấy, chẳng ví dụ như M15 chúng ta thấy nó ra khỏi Bollinger Band. Em ví dụ nhá. Em ví dụ chẳng hạn như là cái đoạn này, chẳng hạn này. Đoạn này chẳng hạn như ví dụ như nến nó xuống tới đây thì chúng ta có thể vào lệnh long ngay. Nhưng mà chúng ta sẽ không nên tham lam mà chốt đợi nó lên tới gần 6 tới tới gần 20 200 mới chốt, 20 mới chốt. Không phải vậy. Đã vào được 14 đây này thì việc chúng ta phải chốt lái dần dần, chốt lái từ từ đoạn này này, đây này. Đây, hai điểm này, phải chốt đi. Chứ không phải để tới đây. Tới đây này nó ăn may rồi này nha. Nhiều khi tới đây nó tụt trở lại thì chết luôn, vì trend giảm mà. Đúng không ạ? Cái trend giảm nó thường thế này này, anh chị để ý này nha. Nó tụt xuống này. Sau đó là hồi lên này. Hồi lên trục dưới này, sau đó là trend giảm nó tiếp tục tụt thế này đúng không? Anh chị để ý, mở mở cái biểu đồ mình ra xem đúng không ạ? Nó cứ toàn thế này đúng không ạ? Sau đó bắt đầu giật lên này, đó. Cái trend giảm nó kiểu như thế này đấy. Đấy, vậy thường nó thường như vậy. Với cái trục dưới của chúng ta nó sẽ chạy thế này này. Với cái trục dưới của chúng ta nó sẽ chạy thế này này. Đúng không ạ? Trend giảm thường cái này đúng không ạ? Anh chị để ý đúng không ạ? Nên là nhiều khi mà mình bắt được đoạn này ngon, quá ngon rồi mà mình lên đây mình không chốt này, là nó tụt luôn xuống đây, là coi như là mình cái điểm mình vào lệnh nó ở đây. Thật ra mình trả lãi bao nhiêu hoặc là mình hòa vốn, vậy nó dở đúng không ạ? Tụt tới đây là nhiều khi nhiều người không dám chốt đâu này. Khi nó tăng lên đây này nhưng mà không chốt này, tới đây không dám chốt đâu, thường là không dám chốt đâu. Vậy tham lam, đến cuối cùng là khi mình chốt thì nó âm lố luôn. Mình vào đây mình để lâu, mình xuống đây mình chốt thì có nghĩa là mình đã lố mất rồi. Vậy nên cẩn thận, nhiều khi trend giảm mà mình đã long được cái giá ngon thì cũng nên ra hàng sớm nhé, vì trend giảm mà. Nhưng nếu trend tăng thì nó là tất khác, chẳng như là tới đây này, tới đây nhưng mà nó phá trend luôn đây, đoạn này con này nó phá trend lên luôn đây, lên tới đây, đoạn này nó rõ ràng phá trend lên tới đây thì mình có thể giữ nguyên đoạn này, mình không cần phải bán, mình sẽ chờ cái tín hiệu đảo chiều trên khung trên này, mình sẽ bán đây mình mua lại đoạn này lên đây. Vậy trend tăng nó kiểu thế này đúng không ạ? Sau đó là thế này đấy, vậy mình bán đây mình mua lại đây mình lên bán tiếp. Thì bây giờ đây từ cái trend giảm này nó đổi chiều nhân tăng nhanh, đây là cách. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không thể rõ ràng, chúng ta không thể mua bán được ngay những điểm rất là đẹp như vậy, dù là biết là nó sẽ lên ở đây này, nhưng mà chúng ta vẫn phải bán ở đây, không phải bán ở đây. Nhớ nhá, đừng có tham lam, vì chúng ta không, cái gì nếu chúng ta không rõ được thì nên là tốt nhất là nên chốt lái, thà là lái hơn chốt lỗ đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó, cái tâm lý anh chị cần để ý nhá. Khi chúng ta lại không để ý vấn đề này và chúng ta sẽ bị dính lệnh. Như đoạn này nhà này nó vừa tụt đúng không ạ? Khung M15 nó vừa tụt này. Đó, nó vừa giật xuống một đoạn. Nãy hôm nay em mở khung H M5 nó giật, nhưng mà thật ra khung với khung cái khung này thì nó vẫn bình thường đúng không? Nãy anh chị đặt ngay trục đoạn này thì tầm 162 này, bây giờ lên đây nó tầm lái một tí rồi này, 1626. Kiểu gì nó khoảng tầm vài phút nữa nó giật, cũng giật xuống một tí. Cái là con này giật xuống một tí đoạn này này, sau đó nó đi lên. Đó. Kiểu vậy.
nhưng nó xuống ngay được, kiểu như nó cứ dẻo 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 vậy. Nếu như ai mà ăn ngắn ăn đồ này thì vẫn ăn được, nhưng mà cẩn thận nhiều khi nó xuống luôn, nhưng khả năng cao nó xuống luôn thì chết luôn. Vậy nên là mình đừng có tham. Tốt nhất là điện Segway này thì vẫn bỏ thì không nên ăn. Segway thì không phải Segway ở M15 mà nó Segway ở H4 đây này, H1 này, nó không biến thiên giá nhiều ấy, gọi là Segway. Anh chỉ đếm ạ, H1 này quá nhỏ này cơ mà, nó gọi là Segway nên chả ăn vấn đề gì mình phải vào lệnh ở đây cả. Đó, nên là đừng có tham M15 ngon này mà quên mất cái H1, H4 nó Segway, nó vào chết toi. Đó, anh chỉ để cái này nhá, cho em nhá. Anh chị hiểu cái em chia sẻ vừa chia sẻ không ạ? Ok, mà ai còn nghe và hiểu lần này không ạ? Nếu ai không hiểu thì có thể cứ hỏi nhé, em sẽ trả lời. Vì trong cái phần thứ ba này chúng ta bắt đầu học thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ nhiều hơn và bắt đầu này phân tích về bài nhiều hơn. Đồng thời là sẽ đặt, các anh chị sẽ có những câu hỏi và em sẽ trả lời. Và những câu hỏi này thì sẽ xem lại được nhiều lần. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần bài tập nha. Chúng ta sẽ đi sang phần bài tập này. Hướng dẫn bật lại cái volume mà. Ok, bật lại volume khá đơn giản này. Khi anh chị này, khi anh chị bình thường cái volume của anh chị sẽ kiểu như thế này. Đúng không ạ? Thì anh chị là click hai lần này thì nó sẽ hiện mở ra cái bảng thế này đúng không ạ? Bình thường là anh chị sẽ như thế này này. Đúng không? Thì mình chỉ cần là click chuột vào hai lần thôi. Nó ẩn mẹ rồi. Đầu tiên mình click một cái cho nó nổi lên này nha. Sau nó hai lần này, nó lên này. Sau mình chọn cái này này. Mình nhấn ok này, thế thôi. Nó bật cái volume lên cho nhìn nó dễ nhìn. Đấy, nó cách để bật cho dễ nhìn thôi, nhưng cả chả có gì cả. Volume thì nó có sẵn. Đó. Ok chưa? Cái vấn đề đánh nhớ hay nhớ rằng cái bài học hôm nay em nhắc lại này, thứ nhất là phải ổn định về tâm lý nhá. Thứ hai là Segway không được đánh này. Thứ ba là nhiều khi mình ăn đoạn ăn ngắn ấy thì mình phải xác định là mình nó ra cái moment mình bắt được rồi này, thì nó hồi lại thì phải chốt, nhớ là với trend giảm thì sẽ chốt ngay ở cái moment trừ một này và trục giữa hai đoạn này. Nếu tới đây mà thấy cái lực mua lực bán lực tăng nó yếu ấy, nó muốn tụt xuống thì phải ra lệnh luôn đi. Nếu mà thấy lực tăng vẫn còn mạnh thì chúng ta lệnh trên này đó, hãy để ý như vậy. Cái phần thứ hai, nếu như trend tăng thì nó cũng ngược lại nhé, trend tăng thì nó ngược lại với cái trend giảm thì sao. Với cái trend tăng thì anh chỉ cần để ý là chúng ta sẽ bắt ngay cái lúc là nó hồi lại trục giữa và bán ngay ở Bollinger xương 2 hoặc là ra ngoài nến, đúng không ạ? Chúng ta trả nhóm long ở đây này thì chúng ta sẽ bán ngay ở đoạn này này, hoặc là bán ở ngay nó đoạn ra khỏi Bollinger. Đây là cách chúng ta để đánh trend tăng nhé. Đó, anh chỉ để ý phần đấy. Và trend tăng là nên long này, nhưng mà trend giảm thì cũng nên long nếu nó ra sâu này, nhưng mà sẽ chốt lại ngay ở đây này, đây là long. Nhưng mà short thì sao ạ? Short thì nó đảo chiều này, nó bật lên ở trục dưới này, short xuống. Đấy, nhưng mà trend giảm như anh chị vẫn xác định rõ ràng nhá, trend giảm ở trên H1, H4 nó là trend giảm thì M30 mình mới đánh như vậy, chứ không phải là trên H1, H4 nó đang là trend tăng mà M30 là trend giảm. Đánh M30 là hỏng bét, vì H1, H4 nó là trend tăng thì nó sẽ bật lại nhanh lắm và nó nguy cơ là chúng ta sẽ mất tiền. Vậy nên hãy cẩn trọng tới nhá. Chúng ta đánh đi chung với một đoàn tàu, là đi theo hướng của một đoàn tàu ấy, chứ không phải là đi ngược lại với nó, rất là nguy hiểm. Anh chị hiểu em không ạ? Nhớ nhá, đừng đi ngược lại đoàn tàu nhá, rất là nguy hiểm và sẽ mất tiền. Đó là cái phần hôm nay em chia sẻ. Hãy để ý cái kỹ thuật thì nó, em sẽ đi theo cái hướng trường phái là dạy những thứ đơn giản mà theo cái hướng dễ nhìn, dễ học, dễ hiểu, chứ sẽ không đi theo cái hướng nó lằng nhằng và quá nhiều công cụ. Dù rằng một số anh chị ngồi đây có thể là một số anh chị đã biết rất là nhiều công cụ khác, có thể nào là một số công cụ như là Fibonacci thì chẳng hạn này, hoặc là biết về những cái là Ichimoku hoặc là cái này cái kia. Nhưng mà không sao cả, các anh chị biết có thể biết thêm, nhưng mà em chỉ thích sử dụng cái gì đấy nó hiệu quả, nó đơn giản và ngắn gọn, không muốn dạy cái gì đấy nó lằng nhằng mà làm anh chị nó loạn đầu lên. Nếu H4 là trend tăng nhưng xem M10 nó vượt qua khỏi mô gen dương 2 ngắn, nó phát cho đến sau lại chốt có an toàn không? Nếu như H4 là trend tăng nhá, nhưng mà M30 nó là đã vượt qua mô gen trừ 2 à? Làm gì có chuyện đấy nhỉ? H4 là trend tăng nhá, thì nó không thể vượt ra mô gen trừ 2 được. Anh chị phải hiểu vấn đề nhá. H4 mà đang đi lên này thì cái duy nhất là nó sẽ hồi lại, nó phải hồi lại trục giữa, chứ nó không thể xuống được, nó không bao giờ ra được cái đoạn này. Nhớ nha, nó phải đồng khớp với nhau chứ, nó không thể là ông mặc áo vàng mà lại đi lại mặc cái không mặc quần cả, không bao giờ có chuyện đấy cả. Nên là cái trend tăng của H4 đi lên thế này này,
thì không bao giờ nó có chuyện là nến nó là phải nó lại luôn luôn nó ta nào ở trên tăng đúng không ạ, thì nến nó phải nằm ở trên này đúng không ạ, thì nến nó không bao giờ nó nằm ở dưới này được, thì làm sao có chuyện là nó nằm ở cái đoạn ở dưới Bozeman này được, vậy nên là cái câu hỏi của anh nó sai sẵn đó, vậy nên là nó không có trường hợp đấy, trừ cái trường hợp là nó đảo trend rồi nhá, nó đảo trend rồi, trường hợp nó đảo trend này, bây giờ nó đang đi H4 này em, ví dụ này H4 nó đang đi lên chưa, thì tự nhiên là trong cái khung M30 ấy, là có cái trường hợp là bây giờ nó thật ra đây là trend này thế này rồi này, đoạn này này bắt đầu nó ngóc xuống thế này này, đấy H4 nó đầu ngóc xuống thế này rồi, thì khi đấy thì bắt đầu là từ đoạn này này thì mới có xuất hiện cái trường hợp là nó bắt đầu đi ra khỏi bôi bên thứ hai đoạn này này, chứ nếu ra đây một thẳng đột thế này này thì không bao giờ có trường hợp này nhá. Thì họ cũng H4 này nhưng mà sang cũng M10 mà. Thì em đang ví dụ đây, ví dụ là khung H4 này, M10 này. Vì anh chị phải hiểu này, khung M10 mà tụt xuống ra khỏi Bollinger Band thì có nghĩa là nó H4 nó đã cong xuống rồi, nó không phải là trend tăng nữa. Anh hiểu không ạ? Nên là không có cái trường hợp mà câu hỏi là nó sẽ không xuất hiện, không bao giờ có chuyện đấy nữa. Thì khi đấy là H4 nó không gọi là trend tăng nữa rồi, nó gọi là đảo trend rồi, nó đảo trend rồi chứ không phải là gọi là trend tăng nữa. Mình đánh dựa theo khung H1 trở đi phải không? Anh thái cao này, anh ấy hỏi thế là không đúng nhá. Chúng ta sẽ không đánh ở chuẩn ở khung nào cả, và chúng ta sẽ phải zoom từ đầu. Nhớ là cái bài tập của chúng ta đơn giản thôi, là trước cái đánh con nào chúng ta phải zoom từ cái nến nến tháng này trở về, và khi chúng ta hiểu được cái tầm vóc của cái nó rồi, chúng ta hiểu được là cái hướng đi dài hạn của nó rồi, chúng ta vẫn từ phần dài hạn nó đánh ngắn hạn, thì đó là một cái tầm nhìn đánh nó sẽ ổn hơn là cái việc mà anh chị cứ cố định. Nếu như hôm nay em dạy anh chị là đánh theo khung H1 là cố định, M30 là chuẩn đi chẳng hạn như vậy, thì anh chị sẽ bị mặc bị dập khuôn, nhưng mà em không muốn là bất cứ học viên nào em sẽ bị dập khuôn cả, vậy cho nên em đang dạy theo một cái hướng nó đơn giản hơn, và chúng ta sẽ nhìn một cái tổng quát từ một cái khung nến tháng trở xuống, và chúng ta sẽ hiểu được khi mà dùng nến tháng trở xuống này, chúng ta hiểu được cái cục diện của cái trò chơi này đúng không ạ? Vì nhìn anh chị mà đứng ở dưới dưới cái một dưới một tòa nhà cao tầng ấy mà nhìn ấy thì chỉ nhìn khung đường thôi, nhưng nếu anh chị đứng trên một tòa nhà cao tầng cao nhất của cái thành phố đấy ấy, thì anh chị sẽ nhìn được toàn bộ các ngôi nhà khác đúng không ạ? Nếu mình có nhìn một tầm nhìn dài hơn mà to hơn ấy và xa hơn thì mình sẽ nhìn được tổng quát hơn đấy, từ cái tổng quát đấy mình sẽ khi mình đi xuống dưới đất ấy, mình xuống dưới cái tầng một ấy thì mình sẽ nhìn được, mình đã hiểu rõ được hơn rồi. Anh chị đã từng bao giờ, nếu như ai đã từng lên nhà cao tầng rồi, đứng trên nhà cao tầng nhìn rồi, hoặc là đứng đến đỉnh núi cao nhìn xuống rồi, thì anh chị sẽ hiểu được cái câu chuyện của em vừa chia sẻ nhé. Đừng có đánh theo cố định là khung nào, mà phải phải hiểu là chúng ta đang nhìn một tầm nhìn tổng quát từ cái khung to nhất, sau đó zoom về để chúng ta hiểu được khung cái giá trị hiện tại nó nằm ở khung nào là tốt nhất đó, và mình chúng ta sẽ chọn nó chọn nhé. Khung lớn tăng nhưng khung nhỏ giảm thì không ảnh hưởng mấy. Đúng là khung lớn tăng nhưng mà đang tà đà tăng mạnh thì khung lớn mà giảm thì nó gọi là điều chỉnh. Nó đang điều chỉnh về thời điểm để vào hàng. Nhưng mà nếu như mà khung lớn bắt đầu có tín hiệu đảo chiều nhá, mà khung nhỏ bắt đầu là đi xuống. Đó là khung trung gian chẳng hạn, khung H4 là vẫn đang lên này. Nhưng mà khung M30 nó bắt đầu đi xuống này. Nó cắt trục dưới rồi, đóng dưới trục dưới rồi. Và H1 nó cũng đang sideways và đang 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 nằm lấp lửng ở trục giữa, thì khi đấy nó có gọi là trend tăng, nó không phải đánh H4 nữa, mà chúng ta phải hiểu rằng nó đã sắp sửa đảo chiều và đảo trend, anh hiểu không ạ? Vậy đó là tín hiệu đảo trend thì không nên vào lệnh nhé, phải phải rõ ràng minh bạch chỗ đấy nhá, ok không ạ? Anh chị hiểu vấn đề này hôm nay tổng quát là như vậy, anh chị hiểu không ạ? Rồi mình làm lỡ vào lệnh mình chốt ngay, nó đảo trend là phải chốt chứ, đang trend tăng mình vừa vào lệnh rồi nó đảo trend là mình phải chốt ngay đó, còn nếu trend giảm mà đảo trend thì mình cũng phải chốt, mình đang sót chả mình đang sót mà nó đảo trend một cái thì mình phải 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 chấp nhận lỗ, mình cắt ngay chứ không là sẽ ăn đòn. Tín hiệu đảo trend rất là nguy hiểm, khi mà đóng nến rồi nhá, phải nến vượt qua mà đóng nến hẳn trên cái trục dứa rồi, nó đảo trend lên lên rồi, nó đang muốn tăng mạnh thì phải chốt lỗ thôi, ôm là chết. Nhớ nha, đang H4 mà đang đi lên này, nhưng mà các khung nhỏ nó bắt đầu đi xuống, điều chỉnh đi xuống, thì khi đấy nếu như mà nó vượt qua được trục dưới
thì khi đó gọi là người ta gọi là đá phá trend và đổi trend, chứ đừng có ngồi kiên trì cứ mãi bảo hát. Thì anh chị để ý H4 nó phải lúc nào nó tăng mãi đâu, tăng một thời gian nó phải đảo chiều đi xuống nhá. Đây này anh chị thấy không, H4 này tăng này, nhưng không phải nó tăng mãi đâu. Như đoạn này chẳng hạn, đây đoạn này nó sideways này, bắt đầu đoạn này nó bắt đầu nó đi xuống đúng không ạ. Bây giờ anh chị bắt cái bắt lệnh ở đây, nhưng mà nếu như trường hợp bắt đây này lên đây bán này, nhưng bắt ở đây này bắt đầu thấy thấy là bắt đầu Bollinger nó cúp lại đi xuống này, cúp lại nó co lại. Thứ hai là các khung này nó bắt đầu nó phá hết trend trục dưới rồi, các cái khung H1 nó bắt đầu phá hết trục dưới rồi. Em zoom lại nha, ok đây này, đoạn này đúng không, chỉ cái đoạn em vừa chỉ này, đoạn này có ăn được đúng không ạ. Đây này cái đoạn mà đoạn em vừa chỉ mà bắt lần thứ nhất ăn này chưa, nhưng mà lần thứ hai chúng ta vào lệnh đây này, nhưng mà nó đảo trend này đúng không? Thì H4 chưa đảo nhưng H1 đã đảo rồi, thì cái đoạn này phải chốt lỗ ngay, mình chốt lỗ ngay. Mình và mình còn cầm, mình còn lầm lì ở đoạn này thì có khác gì là mình mất tiền đâu đúng không ạ. Nhớ nhá, H4 đang tăng này nhưng mà H1 đã bắt đầu có tín hiệu đảo chiều này, đã đảo trend, vì khung nhỏ sẽ đảo trước, khung to sẽ đảo sau đúng không ạ. Đấy thì khung H4 chưa đảo nhưng H1 đã đảo này, M10 đã đảo rồi thì phải cắt ngay cái đoạn này sao, vào đây này, cắt ngay ở đây luôn, phải cắt, phải nhất định phải cắt đúng không ạ. Vào đây nha, rớt xuống đây là phải cắt ngay, phải chấp nhận lỗ khoảng tầm là mua 30 chẳng hạn, 28 này 265 là phải cắt mẹ nào. Đó là một điều này, em nhớ nhắc nhở anh chị nhá, khi mình vào lệnh này chẳng hạn như cái đánh trên tăng em chỉ anh chị cách đánh này, ok nha, anh chị để ý phần này nha, anh chị nhớ rõ phần này sau hỏi lại là không ok đâu nhỉ nha. Nó đang một cái trend đúng không ạ, để em vẽ này, đang trend tăng này, à em sẽ xóa lại cho nó vẽ chuẩn hơn. Ok anh chị để ý này, đấy nhá, anh chị để ý này, cái trục dưới này bò lên này đúng không ạ. Ok mình vào lệnh ở đây này, đây này, đây này, đây này đúng không ạ. Vậy mình khi mình vào lệnh đây mình phải xác định luôn hai điểm này, điểm chốt lỗ này chưa, chốt lỗ này, còn điểm chốt lãi này, điểm chốt lãi 1 này, điểm chốt lãi 2 này, 1 này, 2 này đúng không ạ. Mình vào đây này, 1 này đúng không ạ. Nhưng mà đấy mình chốt lỗ một thì lên đến màu đỏ tụt đi xuống thì sao, phải out thôi đó. Và anh chị nhiều khi chúng ta vào lệnh tôi phải để ý chứ, nhưng không xác định những điểm rõ ràng này, nếu không xác định được cái điểm vào lệnh rõ ràng thì chắc chắn chết. Nhớ nha, vào lệnh thì phải xác định luôn hai điểm nhá, phải xác định luôn hai điểm vào lệnh, điểm chốt lãi chốt lỗ đàng hoàng mới vào lệnh, còn nếu không xác định được thì là đừng có vào. Được chưa? Cái vừa rồi em vừa chia sẻ anh chị hiểu không ạ? Anh chị hiểu rõ cái này không ạ? Hiểu thì bảo ok, hiểu cho em với ạ. Tương tác với em một tí ạ. Ai còn xem thì tương tác với em. Ok em cảm ơn ạ. Ok nha, anh chị phải để ý phần này cho em, chứ không phải là vào lệnh bừa được đâu. H4 tuy đi lên nhưng mà H1 đã đảo trend thì có nghĩa H4 sắp sửa nó đảo trend, thế mình phải ngừng ngay, mình phải thoát ngay, thoát ngay lệnh. Vì mình bắt đâu phải bắt ở H4 đâu, mình bắt ở mình nhìn H4 tăng nhưng mình bắt ở M30, bắt ở H1 cơ mà. Vậy nên từ những khung nhỏ mà đảo trend thì nó không to sắp đảo trend, mình phải chuồn ngay. Đó. Ok, tối nay chúng ta sẽ dạy như vậy thôi. Bây giờ đã cũng đã dạy được khoảng tầm là hơn 1 tiếng rồi. Thì bình thường chỉ dạy 45 phút thôi. Anh chị có câu hỏi nào thì hỏi nốt rồi em sẽ kết thúc buổi học này hôm nay ạ. Đã gặp hôm qua cũng là bài học. Anh chị có câu hỏi nào ạ? Trong buổi hôm nay anh chị có câu hỏi nào, anh chị có câu hỏi nào thì hỏi nốt thì để em chia sẻ. Kết thúc buổi học ngày hôm nay. Ngày mai buổi sau thì em sẽ dạy thêm một công cụ cuối. Mà công cụ này là công cụ nó sẽ hay hơn công cụ stock. Đó, nó sẽ hay hơn công cụ stochastic. Nhưng mà nó sẽ kết hợp thôi, nó không chuẩn được như stock đâu vì nó đi chậm hơn. Cái việc mà em dạy kỹ thuật rồi các anh chị thực hành ấy, nên anh chị phải thực hành nhiều lên thì anh chị mới nhớ được. Chứ em nói mà anh chị không thực hành sẽ quên đi. Cái vấn đề mà được học rồi nhưng mà không làm được hoặc là quên thì đó là chuyện rất là bình thường.
tất cả các video đều có lên trên 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 cái này nhá. Nếu như ai mà chưa có, nhớ nha, nếu mà ai mà chưa có thì được, chưa ai mà chưa chưa vào được cái chỗ này này, nếu ai mà chưa vào được cái driver của em ở đây, chưa xem được những bài học này buổi 1, buổi 2 này và cái khóa cơ bản em tặng miễn phí trong này luôn, thì phải liên hệ với em để em thêm vào nhóm nha. Nếu như ai mà chưa có thì phải liên hệ với em để em thêm vào nhóm chứ không phải là bỏ bê được đâu nhá. Cảnh toàn nói về margin, về lệnh short vì bộ video chỉ nói long. Short thì và long nó khá giống nhau mà. Bây giờ em sẽ chia sẻ đơn giản về short và long như thế nào nha. Ok, long là đầu cơ, được chưa? Long là đầu cơ này. Anh chị dự đoán là giá thị trường sẽ đang tăng, được chưa? Tăng. Anh chị dự đoán nhá. Thì mình sẽ long ở đây là mình có nghĩa là mình xác định cái điểm vào lệnh thì mình sẽ mua. Mình sẽ mua một cái khối lượng nào đấy bằng cái số lượng bit mình ký quỹ. Ký quỹ của chúng ta là nó giống như trên thôi, bỏ một bit được 2,5 bit thôi, nhưng không khác gì nhiều cả, nó vẫn là như bình thường thôi. Cái long nó cái long này là đầu cơ thì nó giống y chang như là trên thôi, mình mua ở thấp và bán ở cao, chưa? Ok chưa? Vậy khi mà mình mua ở đây này là 1.000 thì lên đây mình sẽ bán 1.000 này, nhưng mà nhớ rằng ấy, ở trên này là mình mua 1.000, lên đây nó chỉ còn là 998 hoặc 999 mấy thôi, vì nó đơn giản nó trừ phí lệnh mất 2% nhá, nó trừ phí lệnh mất 2%. Vậy cách để mình chốt lệnh an toàn nhất là không phải mình bán 100% này, mình sẽ bán cái số lệnh, mình sẽ bán cái khối lượng nó hiển thị ngay ở cái lệnh long ấy nha, nó hiển thị ngay ở cái lệnh long ấy. Đó đó là cái mà mình chúng ta sẽ bán, thì nó sẽ kết thúc lệnh ở đây, và cái phần lãi của chúng ta nó sẽ bằng cái này, nó sẽ bằng cái giá trị trên này này, là cái giá này này, là cái số khối lượng này nó nhân với cái giá, nó nhân với giá, trừ cho cái khối lượng ở dưới này này, nhân với giá, chưa? Cái này khó viết quá, nói chưa? Cái để tính lợi nhuận thì nó sẽ cái này, trừ cho cái dưới nó là giá, và cái này cái phần lời lãi này này nó đã hiển thị màu xanh sẵn ở trên trên cái phần margin của chúng ta rồi. Đó là phần đó chỉ là đầu cơ. Tiếp theo này, chúng ta học tiếp theo là cái phần để short thì sao? Ok, để em xóa cái này. Margin có bị tính lãi không à? Cái này nói sao nhá? Đừng có ngắt ngang như thế, không biết trả lời được câu nào trước câu nào sau. Để nói hết cái phần đã rồi muốn hỏi câu sau nhá. Ok. Đây là cái long đúng không? Anh chị đã hiểu rồi. Bây giờ nhân short thì sao? Anh chị dự đoán là giá sẽ đi xuống. Được chưa? Thì anh chị thế nào này? Chúng ta khi lúc cho ta bỏ bỏ tiền vào margin ấy thì nó cho chúng ta hai bên luôn, là cho short và long được. Thì short này là gọi là bán khống. Bán khống thì chúng ta sẽ có quyền này được bán này. Vậy chúng ta sẽ trả này bằng một bit thì nó sẽ cho chúng ta này, trả như này, tương đương với một bit, trả nên là một bit này thì nó vào vào này thì nó sẽ trở thành là 2,5 đúng không ạ? 2,5 đó, 2,5 bit. Nhưng mà 2,5 bit này này thì nó sẽ quy ra bên này là buy, bên này là sell đúng không ạ? Thì bên này buy này nó sẽ cho chúng ta cái giá trị là 2,5 bit, còn bên này sell thì cho khối lượng coin, cái khối lượng coin nó bằng bằng 2,5 bit, nó làm tương đương bên nào mà nó nằm ở giá trị ở sell đây. Vậy cái cách đơn giản của chúng ta là sao? Chúng ta được quyền bán khống nó đi, đúng không ạ? Chúng ta được bán khống này, cái phần sell này đi. Đó, đây, bây giờ chúng ta sẽ bán khống. Bán khống thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ đặt cái lệnh bán thôi. Đây, chúng ta sẽ lệnh bán. Chẳng hạn như anh chị sẽ bán một khối lượng ở đây là 1.000. Đó, thì xuống như đây này, chúng ta chốt lãi. Thì chúng ta sẽ bán là một cái lệnh, nó không phải là 1.000 nữa, nó sẽ là trừ phí đi, thế còn 999 mấy thôi. Em chuyển ví dụ đó 1.000 tròn đi. Đó, vì khối lượng trừ nó không đáng kể, nó tầm khoảng tầm 2% thôi. Đó, 0,2% hoặc 0,25%. Đấy thì chúng ta sẽ tính lãi đơn giản thôi, là chúng ta sẽ lấy cái giá trên này này nhân với lại là cái giá trừ trên này, dưới này. Đó thì nó ra lợi nhuận, nó y chang như vậy thôi, nó không khác gì cả. Vậy chúng ta ăn cái phần lợi nhuận nào nằm từ đoạn này này. Đây là này. Anh hiểu không ạ? Phải short như vậy thôi. Vì chúng ta đã bán không ở đây rồi này, chúng ta sẽ mua lại khối lượng tương tự để trả cho sàn. Trong cái khối lượng này thì nó đã trừ phí rồi, thì nó sẽ còn bao nhiêu đấy thì nó sẽ
hiển thị ở trong cái chỗ phần chữ sort đấy. Sort là như vậy thôi, sort vào lòng đơn giản như vậy thôi, nó không có gì nhiều cả, không có gì khác cả. Ok ạ, đó bằng shop vào lòng. Bây giờ em sẽ trả lời một câu hỏi của anh chị này. Ok, hỏi margin có tính lãi không? Margin thì là lúc mình margin ấy, thì có nghĩa là đã có một người nào đấy, người ta đang gửi tiền vào trong sàn, và broker là sàn nó đang cho mình mượn cái tiền của người đấy, thì mình phải trả lãi cho họ. Thì lãi đó thường thường nó là 2%, đó, 2% một ngày. Thì nó sẽ tính lãi và trả, mình nó sẽ tự động trừ và nó trừ ngầm. Thường nó trừ ngầm nên nó không để hiển thị cho mình đâu. Nên là những người nào ôm margin qua đêm thì nó sẽ bị trừ phí khá là nhiều liên tục. Đó. Cái phần thứ hai là cái khi mà lệnh để chốt lệnh long và short thì lúc nào cũng thiếu một khoản nhỏ và phải bấm cờ lâu cái khoản nhỏ đấy nữa. Cách khắc phục à? Tức là cách khắc phục đơn giản thôi, khi mà anh chị mình mua một là 1.000. Ví dụ như anh chị là mua là 1.000 nhá. Anh chị là mua 1.000 thì nó sẽ hiển thị cái ô là ô thứ hai ấy, khối lượng ấy. Thì nó hiển thị khối lượng mà anh chị để ý mà. Mình mua 1.000 thì nó cái khối lượng đây nó chỉ còn 900, chẳng hạn như 900 mấy đây, 998 này, 99,8 chẳng hạn đi, ví dụ như vậy đấy. Thì mình chỉ copy cái này luôn này, mình copy này, mình long mình copy này, mình bán khống được thì mình mua này, mình sẽ dùng cái này, mình copy cái này để mình mua lại. Thế thôi, thì nó tự động hủy lệnh, nó hủy, nó sẽ không còn phải có cái phần nhỏ nhỏ nữa. Đó, không còn là phần nhỏ nhỏ nữa. Đó là cách thôi, đơn giản vậy thôi, không có gì nhiều cả. Đấy, anh chị có hỏi câu trả lời hết chưa? Tất cả mọi người đều hiểu cái vấn đề về margin chưa? Ok chưa? Nếu như không có câu hỏi nữa thì em xin kết thúc buổi học. Cái nút close margin ấy là cái nút mà bán tháo tất cả mọi giá. Bán tháo tất cả mọi giá, em sẽ mở cái phần cái margin lên này. Ok, chúng ta sẽ mở từ cái trang chúng ta sẽ nói cho dễ dàng hơn này. Chiến thử một lệnh coi đi anh. Anh chỉ ví dụ trên 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 máy đây nhìn luôn, tắt mic cho anh em coi. Ok. Cái này vấn đề mọi người đã rõ cả rồi, chẳng qua là mọi người hay hỏi lại thôi chứ có gì đâu. Đây nha, đơn giản này nhá. Khi chúng ta chuyển tiền vào đây thì nó sẽ cho chúng ta khối lượng bán sẵn ở đây này. Mua sẵn ở đây này. Vậy mà khi mà cái nút close ấy là nút như này, chẳng hạn thế này, chúng ta đã buy một cái lượng. Chúng ta đã buy là mua một cái lượng to rồi, bây giờ chúng ta sell ấy thì nó sẽ sell như thế nào, chẳng hạn chúng ta đã sell mua 35 bit chẳng hạn đi. Vì hiện tại ở đây nó được là 32 bit. Vậy thì nó sẽ bán tháo, chúng ta bán từ giá 11 này tới giá 10 thì nó hết. Đó. Mấy chẳng hạn chúng ta đã mua, chẳng hạn đây là con này còn khối lượng to là con dog, khối lượng nó hơi to nhá. Chúng ta sẽ khối lượng chẳng hạn nên zoom về con XRP chẳng hạn đi. Cái nút close là nút sẽ bán tháo cái khối lượng chúng ta đang có với tất cả mọi giá. Anh chị hiểu không ạ? Bán tất cả mọi giá luôn. Cho nên là hãy cẩn trọng cái nút close này, không nên khi mà anh chị mà long một cái số lượng bit lớn thì không được, không nên dùng cái nút close đấy. Tí nữa anh sẽ nói phần tích bit check, đừng có lo Phi Long nhá, tí nữa anh sẽ nói. Ok, đơn giản thôi, có mượn tiền thì bây giờ bán lại thôi, có gì đâu. Cái nút close nó chẳng qua là cái nút mà tác động nhanh thôi, mình thay vì mình đặt lệnh thì nó sẽ bán giúp mình. Ví dụ chẳng hạn như anh chị này, ví dụ anh chị đã mua lành long nhá, cho anh chị đã mua cái giá, anh chị đã mua cái giá ở giá là giá 8.9 như này này, giá 8.9 như này rồi, bây giờ hiện tại đang giá ở là giá 10 thì anh chị muốn bán, nhưng mà anh chị bán mua tới 8 bit cơ. Vậy anh chị nó sẽ bán thế nào? Nó bán tháo một phát từ đây xuống đây luôn. Nó không phải bán một mình giá này. Nếu anh chị đặt lệnh, anh chị đặt lệnh giá mỗi giá này thôi đúng không ạ? Bán 8 bit giá này thôi thì nó sẽ xuất hiện một cái đây lệnh bán 8 bit ở góc này này. Và nó sẽ khớp từ từ cho đến hết. Và chúng ta sẽ bán được giá to nhất và nó tối đa hóa lợi nhuận nhất. Nhưng mà anh chị bấm close nó sẽ bán tháo một phát xuống đây. Nếu trường hợp đấy mà giá nhảy liên tục nữa thì có khi mình sẽ bán tít ở giá tít như này này, thành ra lỗ. Cho nên là hạn chế bấm close. Đó là mới một số lượng bit nhỏ thôi nhá. Nếu muốn hủy lệnh buy và sell mà không dùng nút close thì thế nào? Thì nó giống như bình thường thôi. Nãy em vừa bên exchange ông mua 10 con ZEC chẳng hạn đi. Thì bây giờ ông bán 10 ZEC cho ông đâu bán được 11 ZEC. Đúng không? Bên này cũng tương tự vậy thôi.
bên này ông mua 10 ZAC, ông Long 10 ZAC, bên kia thì ông phải bán 10 ZAC, nó khá đơn giản đấy thôi, các ông phải thử đi rồi biết nha. Những cái đơn giản như thế đừng có hỏi nó phức tạp hóa vấn đề lên. Thật lệnh bình thường thôi, có gì đâu nha, đừng có hỏi như vậy. Anh chị các ông phải bấm vào đi, phải làm thử đi rồi biết. Nếu như sợ thì mua tầm 0.001 đi là thử và biết, nó không có gì cả. Cái bản thân mình phải thử thì nó sẽ dễ hiểu hơn là người ta nói mà mình sẽ không thực hành. Ok chưa? Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái chú Bittrex này, vì là Bittrex thì hồi tối có ông em bảo là đang đánh Bittrex và không biết làm nào để bật cái các cái sơ đồ lên, nếu như vì TradingView nó không hỗ trợ cho Bittrex thì chúng ta sẽ vào cái chỗ Bittrex này. Nếu anh chị đang đánh Bittrex thì có thể bật công cụ của nó bằng cách như thế này. Chúng ta sẽ vào trang Bittrex này, chọn cặp đồng tiền giả như là đây là con ETC này. Oh yeah, vào ETC. Thì ở đây thì trên Bittrex thì nó được một cái thuận lợi là nó sẽ được cài đặt công cụ sẵn rồi. Mình sẽ chọn này. Đầu tiên là bật Bollinger Band này, chưa? Nó là bật 20 cái nến này. Để sửa ở đây số 2, số 1 này. Bật 1 cái Bollinger Band này. Bollinger Band thứ 2 này. Được chưa? Đây là Bollinger kép này nhá. Sửa MA này. Sửa MA này, moving này. Đây. Được chưa? Sửa này, 13 này. Màu đỏ nhá. Tiếp này. 21 này. Tiếp này. 34 này. 34 này. Đấy. Ví dụ vậy đây. Vậy đã có cái bộ MA và như là Bollinger Band rồi. Đấy, bật trên Bittrex đúng không? Bên cạnh đấy chúng ta có thể sử dụng công cụ là stock radar, nhưng mà bên này nó sẽ không chuẩn được nên chỉ dùng được cái stock static thôi. Nó stock static thôi. Chúng ta static thì nó không chuẩn bằng stock radar được. Đó. Dạ, anh chị thấy không? Nó cũng tương tự thế thôi, cả khác thì nhiều cả. Chỉ là bên này nó không được vé đâu. Nếu nhìn biểu đồ BTC đến ngày thì nó không phá được MA0, làm gì có MA0, chỉ có trục giữa thôi. Bollinger Band 0 thì đúng hơn. Vậy mình vẫn chờ thêm 2 ngày nữa à? Cái này tùy nhá. Quan sát thị trường đi, không có gì chắc chắn cả. Chúng ta có thể dự đoán đây, làm sao biết cái này chắc chắn 100% được, đúng không ạ? Đây, vậy đây là cách bật công cụ nhá. Phi Long nhá. Đây nhá. Đó, chỉ thế này không vé thôi. Và thường thì trên cái khung này thì chúng ta chỉ lại không có khung nào chuẩn được cả. Và khung 15 phút đâu, nên chỉ có khung 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 giờ. Đây 15 phút và 5 phút nó không có khung H4 như chúng ta hay dùng đâu. Vì không có H4 cho nên nó khó dùng. Đường MA thì nếu như muốn thay đổi sang giá trị khác thì cứ thay đổi. Nhưng mà để chuẩn nhất và người ta đã test rất là nhiều lần thì đó là 3 sợi chuẩn nhất rồi. Nếu như ai muốn thay đổi thì tự cứ thay đổi. Mà khi đấy sai số kỹ thuật thì nó tự chịu. Vì đơn giản là đây là những cái mà đã được rất nhiều người, người ta đã test rất là nhiều lần rồi thì người ta tìm được cái bộ công cụ chuẩn. Bây giờ thì cái sợi MA13 thì anh chị để không ạ, tất cả các cái con nó đều dao động, nó đều về MA13 cả, vậy chứng tỏ là cái sợi này nó đã chuẩn rồi. MA21 và 34 nó cũng vậy. Chúng ta bây giờ đi thích chỉnh sửa thì nó khác đi thôi, chỉnh sửa sợi MA thì nó sẽ khác đi thôi, chẳng có gì khác cả. Ok chưa? Ok, em khá đau họng rồi. Chắc là em xin kết thúc buổi học ở đây. Các anh chị nào có câu hỏi gì nó hơi đặc biệt tí nữa thì hỏi luôn, còn không thì em xin phép là nghỉ buổi ở đây. Nãy giờ nói nhiều quá em hơi đau họng. Cảm ơn Lương Quý nha. Chào các anh chị nha. Cũng khá muộn này, chúc anh chị buổi tối vui vẻ nha. Hẹn gặp anh chị ở buổi học tiếp theo. Có gì ai không hiểu thì có thể xem lại video. Ok, xin chào mọi người ạ.